cái còn lại cuối cùng còn sót cho giải đấu WCS vòng bảng sắp tới. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với cấm vào chậu của ván thi đấu đầu tiên trong cặp trận điều ba giữa Star King Knight phía bên trái và Dedo Gaming ở phía bên phải. Star King Knight sẽ là đội được cấm vào chậu trước khi mà họ bị phía đội xanh, và có lẽ rằng với việc có được 5 lượt cấm thì thời điểm hiện tại cũng sẽ có rất nhiều những chiến thuật mà Star King Knight có thể hướng đến được. Họ quyết định cấm đi đó là Olaf. Còn phía bên kia thì Dedo Gaming cầm đi Fiora. Chất tướng mà D2C sử dụng nó cũng tương đối là đa dạng, từ những con tướng theo kiểu là đẩy lẻ cánh đi rừng cần khoảng thời gian farm ban đầu như kiểu là Fiora, Camille anh ta đều đánh tốt, đến những con tướng tạo đột biến với lượng sát thương cao như kiểu là Kha'Zix, như kiểu là Lee Sin, thì đây cũng đang đánh giá là một người chơi có được một cái kỹ năng cá nhân là tương đối tốt, nhưng anh ta thường có những tình huống kiểu tuổi trẻ mà nên là hay say máu. Thường khi mà bên phía Dedo Gaming có lợi thế thì anh ta sẽ không tập trung nhiều vào những cái mục tiêu mà sẽ là đi đánh nhau. Đó cũng là lý do chính khiến cho bên phía của Dedo Gaming thường để thua trong những tình huống đó, cũng không đẩy mạnh được những cái lợi thế của mình. Và tiếp tục là bên phía của Star Knight, họ cấm đi đó là Jayce cũng như đó là Diana. Và còn lại cấm cuối cùng thì không biết rằng là DNG họ có muốn cấm vào vị trí của Seth không, khi mà con bài này đang không có một tỷ lệ thắng cao ở trong giải đấu của chúng ta tính cho đến thời điểm hiện tại, nhưng họ vẫn cộng một respect dành cho vị trí của Seth. Họ đã cấm đi nó rồi. Và bây giờ thì Yura, Camille cũng bị cấm rồi, JC cũng bị cấm. Khu vực đứng trên sẽ không còn những vị tướng quá OP dành cho bên phía của SN nữa. Để xem rằng họ sẽ chọn trước con bài gì, có thể sẽ là Z hay chăng. Nhưng không, Darius mới là sự chọn đầu tiên mà họ muốn hướng tới. Chọn trước cho mình đó là một con Darius, một vị tướng có các lượng sát thương cũng như khả năng chống chịu là tương đối tốt, nhưng với việc mà bạn không lấy Seth, xin lỗi đó con Z, thì chắc chắn là Dedo Gaming không thể nào bỏ qua được con bài này, khi đây là một con bài tương đối thuận tay của Hiếu OK. Bên cạnh đó là Asan, đây là những con tướng mà bên phía Dedo Gaming sẽ thường ưu tiên ở trong những lượt lựa chọn cấm của mình, cấm và chọn. Và họ quyết định bổ sung thêm Zeke. Đây có thể sẽ là con Zeke ở khu vực đứng dưới dành cho Broccoli khi mà đã có Z rồi. Và họ cũng đã phần nào đấy xác định được cho mình đó là cái lối chơi trong game thi đấu này, với việc sẽ có được một lượng sát thương phép thuật tương đối lớn qua theo thời gian khi mà Zeke có bắt đầu có cho mình đó những cái lượng trang bị. Và phía bên kia thì sao? Tiếp tục là thêm một con tướng sát thủ nữa, nhưng sẽ là tương đối khó khăn khi mà đặt phải những cái bãi mìn, những cái quả bom đẩy các thứ sẽ luôn luôn được dành để cho những cái tình huống mà Akali tiếp cận vào để có thể ép lui được vị tướng này ra khỏi giao tranh. Và họ vẫn đang còn thêm một lượt lựa chọn nữa ở đây, hơi ao meta nhỉ. Thực ra tôi cảm giác rằng cái đội hình với bên phía Star Knight họ đang chọn nó có vẻ phần nào đấy nó hơi ao meta một chút ở thời điểm hiện tại. Đồng ý, Akali hay là Vi thì cũng không phải là những thất tướng mà chúng ta thấy được xuất hiện nhiều. Tuy nhiên vào tay của những người chơi có kỹ năng cao thì đây vẫn thực sự là những cơn ác mộng. Và Akali thì tôi nhớ không nhầm là anh chàng TD 79 mới là người mà hay đánh con bài Akali này. Thì liệu rằng bên phía của SN họ có lại một lần nữa để cho Akali đi khu vực đứng dưới, hay là sẽ để cho TD 79 chúng ta sẽ cầm con bài này ra khu vực đứng giữa hay chăng? Khi mà chắc chắn khu vực đứng trên thì Basel anh ta sẽ là người cầm con Darius này rồi. Và quay lại với lượt ban pick phase thứ hai thì bên phía của Dedo Gaming họ nhận thấy rằng là bên phía Star Knight chưa có xạ thủ, thế nên tiếp tục cầm đi đó sẽ là Varus. Còn Chuan với con Galio ở trên top 1 bảng xếp hạng tướng thì có lẽ rằng đấy cũng là một con tướng mà bên phía của Star Knight cũng đã nghiên cứu rồi và quyết định sẽ là cấm đi luôn. Và còn lại lượt cấm cuối đến từ cả hai bên. Morgana chưa hề bị lấy đi ở trong những phase chọn đầu tiên, và đến phase cầm thứ hai thì nó đã bắt buộc phải lên bảng cầm lên từ bên phía của DNG, bởi vì với một đội hình có khả năng lao vào và sốc chết mục tiêu tốt như thế này thì thêm một Morgana xuất hiện trong lineup của Star Knight sẽ là một điều gì đó cực kỳ là nguy hiểm. Và tôi nghĩ rằng sự lựa chọn cấm này là bắt buộc phải có từ bên phía của DNG mà thôi. Còn lại lựa chọn cuối cùng dành cho bên phía của SN, họ sẽ cấm đi gì đây khi đối phương chưa lộ diện ra con bài đi rừng cũng như là con bài hỗ trợ nữa. Thresh là vị trí cuối cùng mà họ muốn hướng đến và họ đã khóa đi nó rồi. Đi cặp với cả Zeke ở khu vực đường dưới thì chúng ta vẫn còn đâu đấy những con Rakan, những con Sena vẫn đang có thể là sử dụng được. Qua đó thì cái động thái mà cấm đi Galio thì tôi nghĩ rằng nó cũng đang không thực sự là quá cần thiết, khi mà vẫn còn đó là Gragas là một chất tướng mà Chuan đánh tương đối tốt. Chúng ta vẫn còn nhớ một cái tình huống ở cái thi đấu hôm trước thôi, anh tắm tình huống lan lộ tốc biến chúng đến 4 thành viên làm cái tiền đề vô cùng tốt để cho những cái lượng sát thương dồi vào nhồi vào phía sau đến các thành viên còn lại của Dedo Gaming nó kinh khủng như thế nào. Và đây sẽ là một chất tướng mà được Chuan lựa chọn trong game thi đấu này, một game thi đấu cũng đang mang rất nhiều những tính chất quan trọng dành cho đội tuyển Dedo Gaming.
Ven, wow. Nếu như với sự xuất hiện Ven này thì Lulu sẽ là một mảnh ghép mà tôi nghĩ không thể Chắc thiếu chắn được. rồi. Và quả là như vậy, sẽ là Ven kết hợp cùng Lulu. Qua đó thì sẽ không phải là TD79 sử dụng con bài Akali nữa, mà nhiều khả năng sẽ là Kasu. Vai sẽ nằm trong tay của Apollo khu vực đường rừng. Và đáp lại phía bên kia thì cũng có một chất tướng Skelet khá khỏe. Jack sẽ thuộc về vị trí của D2C để đảm nhiệm khu vực đường rừng của mình. Như vậy là ở trong khoảng thời điểm từ phút thứ tư trở lên thì chúng ta sẽ có được một kèo đi khu vực đường dưới khi mà Z sẽ được đẩy xuống khu vực này để cho cặp đôi đường giữa ra khu vực đường cặp đôi đường dưới ra khu vực đường giữa thì đây sẽ là một kèo giữa hai con sát thủ và cũng sẽ là tương đối áp lực dành cho Hiếu Ok nếu như anh ta không có được một tình huống dồn sát thương tốt. Trong khi đấy thì ở giai đoạn đi đường tôi đánh giá rằng là cặp đôi Zeke cộng với cả đó Grass sẽ là người có lợi thế hơn, và nếu như trong những tình huống mà trao đổi chiêu thức ở giai đoạn ban đầu ở TD79 hoặc là Cam làm không tốt và để dính những cái tình huống bị cấu rỉa đến từ những quả bom đẩy hay là những cái thùng rượu của Gragas thôi thì khả năng đẩy đường của bộ đôi bên phía Star King này nó sẽ là tương đối hạn chế, và họ sẽ thường sẽ là cặp đôi mà mất đi quyền kiểm soát chủ động của cặp ở con cua khu vực đường dưới, và đây cũng sẽ là một bài toán dành cho bên phía của Star King này, họ sẽ phải làm như thế nào, họ sẽ xử lý như thế nào đây khi mà chất tướng Vayne gặp quá nhiều những con bài có khả năng băm bổ vào với công lý Demacia rồi thì đó là dấu ấn tử thần của Z nữa thì sẽ là rất khó cho Kasu ở trong game thi đấu này. Anh ta sẽ buộc lòng, tôi nghĩ rằng là phải lựa chọn lên sớm cho mình một cái đồng hồ cát để có thể tránh đi được những chiêu thức có tức là cái tính chất chiêu thức là chỉ thẳng vào đầu thôi, và nó sẽ rất là khó để cho những tình huống mà Vayne có thể chọn được một vị trí để bắn đẹp trong giao tranh. Ừ, và cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa. Chúng ta cũng biết là bộ ba đến từ bên phía của Đất nước mình rất khó chịu. Anh chàng đứng giữa Hiếu Ok với con bài Z, cặp đôi đường dưới là Zeke cộng với cả Gragas đều là những sát tướng rất dồi dào sát thương, và một con Vayne giai đoạn đầu thì lại cũng chẳng có bao nhiêu sát thương cả. Và anh ta cũng phải cần chờ đến cấp độ 5 của Cam để giúp cho mình trụ vững được trong những tình huống giao tranh sớm, và cùng chờ xem là kèo đấu khu vực đường dưới thì với việc lựa chọn một mẫu tướng nguy hiểm như thế này thì các thành viên của SN họ sẽ làm như thế nào? Kasu sử dụng Vayne ở đường giữa à? Không, anh ta sẽ Kasu đổi lại là đường. xạ thủ. Nhưng anh ta đổi đường với TD97, vì tôi nhớ rằng là TD97 mới là người duy nhất ở trong đội hình của SN sử dụng tốt các bài Akali này. Một lối chơi là tương đối chủ động đến từ bên phía của Star King 9, SN họ di chuyển nhiều người hơn, cửa dọn dẹp quân đợt lính khu vực đứng giữa và di chuyển xuống đường dưới này để giải tỏa áp lực. Qua đó thì Vayne trong tay của Kasu sẽ có cho mình cấp độ 2, vượt qua được giai đoạn ban đầu. Đây có thể nói là một cái bước đi toan tính, có lẽ là được tính toán nhiều đến từ SN rồi, khi mà họ biết rằng nếu như cứ để cho trận thi đấu diễn ra theo một cách bình thường thì cái cặp đôi khu vực đứng giữa của họ chắc chắn sẽ là người chịu thiệt trong những tình huống đẩy đường. Họ có được một lối giải quyết là tương đối sáng tạo đây. Hiếu Ok đã gặp một tình huống bị dọn dẹp đơn lính trước, và anh ta cũng sẽ mất thêm khoảng thời gian nữa khi mà D2C có một vòng rừng là trọn vẹn cánh rừng bên phía bùa đỏ, và anh ta cũng đã có tốc độ 3 rồi, sẽ là trao đổi cua đến từ cả hai người chơi đi rừng mà thôi. Cua nửa dưới sẽ thuộc quyền kiểm soát ở bên phía của SN, cũng rất đúng với ý đồ của họ thôi. Đây là một bài đánh nuôi Vayne nên họ cần thêm những lượng tầm nhìn bao quanh khu vực mà Vayne di chuyển, và con cua khu vực nửa dưới sẽ là phù hợp. Trong khi đó khu vực nửa trên với một cái thế cục mà họ cần phải trao đổi cua và tránh những tình huống giao tranh để giúp cho D2C anh ta có được một khoảng không, một tuổi thơ yên bình và tận dụng tất cả những bãi rừng của mình để tăng tiến sức mạnh. Và anh ta cũng làm điều này rất tốt. Và đây là tình huống của đứng trên solo kill, tích đủ được 5 nội tại trên đầu. Basel đang cố gắng lấy mạng của Portugal nhưng không thành công. Sức chống chịu của Portugal là quá tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Mặc dù là bị kích hoạt cho mình đó là cả cái nội tại, nhưng khả năng chống chịu của một con Garen cũng như là những cái ta tính toán về mặt sát thương tốt hơn để từ Portugal khiến cho anh ta là người có được tình huống chiến công đầu. Và như vậy là cái cặp đôi cái kèo đánh khu vực đứng trên này thì tôi nghĩ rằng là ở những giai đoạn về sau là Darius của Basel sẽ rất khó để có thể có cho mình cái lợi thế được, và anh ta sẽ phải chờ đợi đánh nhẫn nhịn đến cấp độ 5 hoặc là ít nhất có cho mình đó là khoảng thời gian di chuyển ra để có thể kiểm soát mục tiêu lớn. Qua đấy thì ở thời điểm đó anh ta mới có thể giao tranh được. Nhưng đây là một tình huống vi dành không một đứng giữa. Apollo có cho mình cấp độ 5, anh ta có chiêu cuối và dồn hết sát thương vào đầu của Hiếu Ok. Ngay lập tức là lên bảng đếm số, một tình huống thi đấu mà Hiếu Ok không có tầm nhìn được khu vực bờ sông, nhưng anh ta vẫn đang thi đấu cao và là người chủ động mở giao tranh trong pha hiếu vừa rồi. Đồng ý, cả hai cái bụi cỏ ở hai bên của Hiếu Ok đều không có một chút tầm nhìn nào cả, nhưng lại chủ động để có thể đánh vào người của TD979. Và tất nhiên rồi, Apollo anh ta chỉ chờ có thế mà thôi. Một con Vi với đủ bộ chiêu thức trên người
thì rất dễ dàng để có thể khiến cho Hiếu Kê bay màu trong tình huống thi đấu vừa qua. Và khoảng 50 giây nữa thì hai mục tiêu lớn sẽ xuất hiện, sẽ là con rồng đất xuất hiện đồng thời cùng với sứ giả Kết Nứt. Và có lẽ với việc mà lựa chọn rắc ở trong đội hình của mình thì DNG họ phần nhiều sẽ hướng đến việc kiểm soát quanh khu vực hang sứ giả. SN họ không di chuyển vị trí của Kasu ra khu vực đứng giữa mà sẽ chỉ có một mình Cam đây mà thôi. Và Cam cho thấy rằng anh ta liên tục dính những tình huống bị cấu máu, chỉ còn lại một nửa lượng máu, nó sẽ khiến cho những bước di chuyển kiểm soát tiếp theo đến từ vai trong tay của Apollo sẽ mất thêm một chút khoảng thời gian nữa, cũng như gặp nhiều nguy hiểm hơn khi không có sự hỗ trợ của người chơi hỗ trợ bên mình để có thể kiểm soát tầm nhìn ở khu vực con cua cũng như là nửa dưới của bản đồ. Nhưng anh ta có vẻ như đã thành công rồi, có được con cua dưới. Như vậy là tầm nhìn của bên phía Esther khu vực hang rồng sẽ là có, nhưng không biết rằng là mục tiêu của bên phía Esther Gaming sẽ là như thế nào. Họ đang dồn rất nhiều người ra khu vực đứng giữa, họ đang muốn có lẽ là giao tranh một tình huống 5 năm đây luôn, chứ không phải là nhiều mục tiêu dành cho đối phương nữa. Và ở khu vực hang sứ giả thì Basel cũng đã chấn ngữ ở đây. Anh ta đã phá đi tất cả những lượng tầm nhìn mà DNG có. Và bên phía của SN họ chủ động để ăn sứ giả. Trong khi đó thì rồng đang là mục tiêu được hướng đến dành cho DNG. Hơi trái với cái sự phán đoán của tôi khi mà Zack có trong đội hình của DNG nhưng họ lựa chọn ăn rồng trước. Trong khi đó thì điểm mã gục thuộc về tay của anh chàng Kotuai với việc là Apollo thấp máu. Khu vực đường dưới Akali cũng bị quay lại bởi 3 người. Và cái lối thoát của anh ta trong pha thi đấu vừa rồi là hoàn toàn không có. Hai mạng dành cho DNG cộng thêm cả con rồng đất nữa. Một tình huống triển khai mà bên phía của đội hình Dead Game mình cũng đã là chia người ra khi mà họ để cho đó là vị trí của Garen cũng như đó là con Zeke trong tay Brokly di chuyển ra để có thể là cạnh tranh ở khu vực hang sứ giả. Trong khi đấy thì họ để cho Hiếu Kê xuống khu vực đứng dưới kết hợp với những người chơi còn lại để có thể lấy đi cái trụ đầu tiên. Và mặc dù họ không giữ lại được con sứ giả nhưng với việc có thêm cả rồng cũng như đó là trụ đầu thì chắc chắn đây là một cái trao đổi rất có lời cho bên phía Dead Game mình. Họ đang vươn lên dẫn trước với đâu đó khoảng độ 2600 tiền. Và đây sẽ là một cái tiền đề đủ ổn để họ vừa có thể là đánh lết với những bùa lợi rồng có được, vừa có thể có được lợi thế để bắt đầu snowball và đấu khi mà có cho mình đó trụ đầu. Và món đồ đầu tiên mà TD79 quyết định lên là một cái trượng băng. Như vậy thì khả năng gây sát thương giai đoạn đầu tiên đến từ hai chủ lực của SN sẽ là hơi thiếu thốn. Với một con Akali trượng băng và con Ven cũng mới chỉ có cho mình một cái gương suy vong mà thôi. Trong khi đó khả năng dọn dẹp lính bắt đầu đã có sau khi mà Brokly hoàn thành được cái vọng âm Luden rồi. Và hai điểm bạo gục dành cho Portugal khiến anh ta cũng đang có cho mình một cái dìu đen và tiếp tục cùng với D2C nâng cao áp lực khu vực đứng dưới. TD79 anh ta không có khả năng dọn dẹp lính quá tốt và đây là tình huống tanh trụ đến từ vị trí của Portugal và cắm một cái kiếm thẳng vào đầu của TD79 và anh ta nằm xuống đến lần thứ hai ở trong ván thi đấu này rồi. Đường trên thì Star Knight, Star King Knight họ thả sứ giả ra nhưng họ không thể nào lấy được cái trụ đầu. Và thậm chí rằng đây là một tình huống là đánh nhau trong rừng luôn. Kasu là người gặp nguy hiểm, anh ta có khổng lồ hóa và đang cố gắng để thoát ra. Thì anh sẽ hồi cho mình đó là cái nhảy. Và có thêm cả tình huống hồi máu đến từ Brokly để giúp anh ta có thể thoát về đường. Không ai phải nằm xuống cả. Và đó là một tình huống che chở cho nhau để về rất tốt đến từ Dead Don Gaming. Họ chưa lấy được trụ cùng đường dưới nhưng với việc mà TD79 anh ta tiếp tục nằm xuống thì cái áp lực của con Akali này gần như là bằng không rồi. Anh ta đang chưa có được sát thương, anh ta cũng không có điểm hạ gục, nằm xuống đến 2 lần. Và đội hình của Star King Knight đang có vẻ như là bắt đầu tan vỡ rồi. Họ không có được cái lợi thế cũng như là con phê này chưa xanh, nhưng đã là một cái bắt đầu chênh lệch về tiền lên đến con số 4.000. Quá nhiều áp lực tạo ra đến từ Dead Don Gaming. Với những chất tướng có thể bắt thẳng vào vị trí của Ven như thế này thì cũng hơi khó để tìm ra một cái cửa nào để cho bên phía của SN họ dễ đi. Bây giờ họ đánh kiểu gì khi mà những sát thương chủ lực của họ đều đang gọi là tương đối phế rồi. Trong khi đó thì những sát thương đấu sĩ và đặc biệt là anh chàng Zack, anh ta vẫn đang được thả farm, anh ta vẫn đang có một lượng tiền là out hoàn toàn so với các thành viên bên phía của SN, gần khoảng 7.000 tiền. Và người nhiều tiền thứ hai không kém đó là vị trí của Portugal khi anh ta cũng có đến 7.000 tiền. Và 300 là cây đia hiện tại của một con Garen, khả năng chống chịu của con bài này được đẩy lên rất cao khi anh ta hoàn thành xong thêm cả cái giáp liệt sĩ nữa. Không chỉ khả năng chống chịu mà với cái dìu đen trên người thì Portugal thì hiện tại hoàn toàn có thể solo bất cứ một vị tướng nào mà bên phía Star King Knight cử ra để có thể phòng thủ được đường. Và tiếp tục sẽ là một cái áp lực tạo ra một đường dưới, trong khi đấy thì Hiếu Kê đây là một tình huống và ăn chế vào những Basel có vẻ như sẽ là không đủ cái lượng sát thương khi mà Hiếu Kê lùi về được trong thêm trụ của mình rồi và kéo thêm cả những người lên thì khu vực đường dưới của họ sẽ là để hầu. Và Hiếu Kê tôi nghĩ rằng anh ta cũng chỉ cố gắng phòng thủ trụ thêm một khoảng thời gian nữa mà thôi. Và
cái khả năng bảo trụ, khả năng lấy đi những stack trụ đến từ bên phía Red Gaming vẫn đang là vô cùng hiệu quả khi mà họ có được thêm trụ khu vực đứng trên này. Họ đang tiếp tục là gây áp lực ra khu vực đứng giữa để có thể kiểm soát tầm nhìn quanh khu vực. Đó là nửa búa đỏ của bên phía Star King này để có thể tiến đến cho mình, đó là con rồng thứ hai của bán đấu này. Và D2C trong hiệp đấu này anh ta cũng đang có một con rách là vô cùng xanh sao. Mới chỉ ở thời điểm phút thứ 7 thôi nhưng sách ra cho mình đó là hai món trang bị lớn. Gươm suy vong cũng như đó là một cái tam hợp kiếm nữa thì không có bất cứ một cửa nào để cho những con tớ chống chịu bên phía của Star King này có thể phòng thủ được trước cái khả năng đập đến từ con rách này cả. Và Potuai đang một mình Zona Apollo ra khỏi con rồng này. Sau đánh thoải mái, Potuai vẫn chỉ mất đi những máu, có một xíu máu mà thôi. Một tùng rượu nổ hất văng các thành viên của SN giải tán đám đông. DNG lấy thêm được cả con rồng nước nữa. Và với việc sở hữu những chất tướng carry cực mạnh ở đoạn cuối nhưng lại không có rồng thì đội hình của SN nhìn đâu tôi thấy là thua thôi, khả năng chống chịu họ cũng không bằng đối phương, khả năng đẩy trụ họ cũng không thể nào đọ được so với Jax, so với Zik ở phía bên kia, và khả năng gây sát thương bây giờ cũng gần như là không có khi những nguồn sát thương chủ lực của họ đang cực kỳ là yếu ớt ở trong game thi đấu này, vẫn tiếp tục là dấn cao lên để có thể đỡ được những lượng sát thương từ cái chiêu bố thứ hai. B2C bọc đầu Apollo bị gõ từng nhịp một, anh ta phải tốc biến qua phía bên kia và người thứ hai bị gõ là Kasu. Kasu có góc bắn rồi và 5 điểm nội tại có trên đầu của đó là vị trí giáp nhưng anh ta vẫn sống. Người nằm là vị trí của Basel và Chu Hoan ở đây anh ta hơi cô độc nhưng bây giờ hiểu ok xuất hiện cùng với sự quay trở lại của Potuai nữa là hủy diệt dành cho DNG. D2C cũng quay trở lại với nhịp nhảy và đệm của mình và quét sạch dành cho DNG, họ chỉ mất đi Broccoli mà thôi. Một tình huống khởi đầu bằng việc mà con Vên của Kasu có được một góc bắn là tương đối đẹp và vẫn còn đó là cái khổng lồ hóa trên người để có thể là bảo kê cho con Vên này. Nhưng khi mà tình huống TD79 với con Akali bay vào trong giữa trụ của đối phương thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một sao tranh có phần là tan vỡ dành cho bên phía của SN rồi. Họ cố gắng để có thể kết liễu đi cái mạng của vị trí Portugal nhưng anh ta vẫn thoát đi được với một chấm máu mà thôi. Và khi mà Hiếu Kê quay ngược trở lại với giao tranh thì rõ ràng Kasu không còn cơ hội để có thể chạy thoát mặc dù đã có khủng lồ hóa rồi. Và đó là một tình huống giao tranh mà bên phía của Denver chỉ để lại mất một người, trong khi đấy thì họ lấy được hoàn toàn 5 điểm hạ gục của đối phương và thời điểm phút thứ 10 chênh lệch về tiền đã lên đến con số 10.000. Thì đây có thể nói luôn là một trận đấu đánh chờ thua rồi. Đánh chờ thua đến từ Star King ngay nếu như bên phía của Dead Note Gaming không mắc những sai lầm. Và đây là một tình huống và Hiếu Kê gọi thêm về đồng đội của mình lên. Hai người thì chắc chắn là Basil không thể nào mà làm gì được. Vậy ta đã phải lấy bản điểm số. Và đây sẽ tiếp tục là một tình huống mà ép lên luôn cùng đường trên. Họ đang muốn lấy trụ hai cùng đường trên. Apollo cố gắng phát vớt con đó là con cóc thôi. Và nó sẽ là lùi về. Khó quá rồi. Khó quá, Chu Ân có chiêu cuối nha. Và nếu muốn đánh thì Chu Ân hoàn toàn có thể tung ra cái thùng rượu nổ của mình. Nhưng Apollo thì là con bài hơi cơ động một chút nên ta sẽ tiết kiệm lại cái chiêu cuối đó, dùng trong những tình huống nó cần thiết hơn. Và đây là một thế lính rất đẹp dành cho bên phía của DNG. Lính đẩy cao khu vực đứng giữa và cả khu vực đường ở trên nữa. Họ tận dụng con sứ giả lấy được ở trong tình huống trước để có được trụ hai khu vực ở trên của bản đồ. Và họ hoàn toàn có thể bảo kê đây, một tình huống không thể cản phá quay ngược trở ra nhưng Apollo đang gặp nguy hiểm, anh ta đang bị kiểu máu rất nhanh và đây sẽ là người đầu tiên phải nằm xuống. Bên phía của SN đang cố gắng đu theo đến từ vị trí của Angry trong tay của TD79 nhưng anh ta chưa lấy được mạng của D2C tốc biến để có thể chạy thoát đi. Nhưng Vassel đến anh ta có một tình huống say dìu, chưa có ai phải nằm xuống bên phía của Dead Gaming cả. Và đây sẽ là cái chết của Vassel thôi. 3 điểm hạng cục đã có sẽ cho bên phía của Dead Gaming, họ không còn sứ giả có thể đẩy khu vực trụ đường trên cách tương đối là đơn giản nữa. Nhưng họ vẫn đang có thế đẩy hai đường Kim và D2C vòng cái thủ đường giữa và đang là bảo đi cả hai trụ cùng một lúc đến từ bên phía của Dead Gaming. Họ đang đẩy tốc độ trận đấu lên nhanh hơn để có thể kết thúc nó trước khi mà con V trong tay của Kasu có thể lớn được. Quá khó khăn dành cho các thành viên của Star King 9 thì Vên vẫn chưa được lớn. Nhìn lại tình huống combat này, may màu rất nhanh, đó là Apollo với việc anh ta bị găm cái dấu ấn tử thần ở trên đầu. Sau đó TD79, những lượt sát chiêu hoàn hảo của anh ta cũng không có quá nhiều sát thương. Và những tình huống phản kháng yếu ớt của Kasu thì anh ta cũng chỉ kéo được 90% lượng máu của Hiếu OK thôi. Cũng không đủ khả năng để có thể dứt điểm được bất kỳ một ai trong đội hình của DNG. Nó cho thấy được cái sát thương đến từ bên phía của SN đang cực kỳ là thiếu thốn. Và giao tranh tầm này với DNG chỉ gọi là để giúp cho sức mạnh của DNG nhanh chóng được thăng tiến và họ có thể kết thúc cái nỗi đau dành cho SN mà thôi. Còn không nghĩ ra được một cái cửa nào để giúp cho SN họ có thể chiến thắng trong những tình huống giao tranh khi mà họ đã để thua đối phương đến 20.000 tiền, à 15.000 tiền như thế này nữa. Có lẽ rằng lựa chọn chuyện băng phong lai của TD79 nó không thực sự là quá chuẩn xác trong cái thi đấu này.
Anh ta muốn bù đắp cho mình khả năng chống chịu với lượng máu cộng thêm những cái đai lưng khổng lồ, nhưng có vẻ như rằng nó không hiệu quả. Có khu vực đường dưới thì tầm này Portugal hoàn toàn thoải mái để có thể có những tình huống trao đổi chiêu thức với cả Basel phía bên kia. Mặc dù là cái chất tướng, nói về chất tướng thì sẽ là Darius nhỉnh hơn về mặt sát thương, nhưng khi mà lựa trang bị nó giải quyết đi, nó san lấp đi hoàn toàn về mặt chất tướng rồi, người ta vô cùng tự tin và tiếp tục sẽ là một đợt đứng đẩy cao không một đứng dưới để có thể áp lực lấy đi cái trụ của bên phía Esner. Và đây là một tình huống đánh ngược trở ra đến từ D2 của Dead Okay mình. Họ đang có Portugal đi đầu, chưa ai mất máu cả. Và người mất đi cái đồng hồ cát là vị trí của TD79. Anh ta lướt đi với sát chiêu hoàn hảo của mình, nhưng hạ gục thành công được đó là vị trí của Yếu Ok. Đến từ VNV vẫn đang được bắn, Kasu đang bắn thẳng vào đầu của Portugal, nhưng bây giờ anh ta bị quay bởi ba người. Rogue đang quẳng những trái bom của mình. Và có một tình huống lăn bụng đến từ vị trí của Chu Wan nữa, thì là chấm mết dành cho Kasu. Và bên phía của DNG họ quay ngược trở lại với con Baron, họ chỉ mất chi hiếu ok mà thôi. Trong khi đó thì Apollo, Kasu cộng với Cam đã phải nằm xuống trong tình huống giao tranh vừa rồi. Và Baron chắc chắn thuộc về DNG. Thực sự là bắn gãy tay đến từ con Vên của Kasu trong pha yếu vừa rồi. Có quá nhiều chất tướng lao vào đến từ Dead Okay mình, và anh ta không có cơ hội để có thể là xả ra toàn bộ lượng sát thương cũng như những người đội của anh ta đang bị yếu quá. Trong cái thi đấu này thì Apollo cũng đã lựa chọn cho mình đó là lối lên đồ theo kiểu là semi, khi mà anh ta lên cái tam hợp kia để có thể có thêm một chút lượng sát thương dành cho đội hình của SN ở trong giai đoạn ban đầu. Có vẻ như nó là không đủ, đó cũng là lý do khiến cho anh ta bốc hơi rất nhanh trước những lượng sát thương nhỉnh hơn đến từ Dead Okay mình. Không một vị trí nào là một vị trí chống chịu thuần đến từ bên phía của S lớn cả. Trong khi đó thì Garen ở phía bên kia, anh ta có cả sát thương lẫn khả năng chống chịu là quá tuyệt vời. Với cái lượng đồ ở thời điểm hiện tại, với giáp liệt sĩ, giáp gai, rồi thì thêm cả một cái thú tượng thôi, và một cái nắm đấm nữa, móng vuốt nữa, móng vuốt Sterak nữa, thì khả năng chống chịu của anh ta là quá khủng khiếp rồi. Và một con giáp KDA là 504, anh ta cũng đã có giáp hồi sinh, thì chắc chắn rằng đây là tình huống mà có lẽ DNG anh ta họ hoàn toàn có thể là kết thúc được ván thi đấu này rồi. Mới chỉ là phút thứ 15 thôi nhưng mà đã là 8 trụ rồi, chỉ còn lại đúng một đường lính siêu cấp cuối cùng của đường dưới nữa, và cũng đang được hướng đến bởi các thành viên của Dead Okay mình. Khi Hiếu Kê bắt đầu di chuyển xuống và áp lực vẫn được tạo ra trong khu vực nhà, khi mà Karen vẫn đang là chơi đùa giữa 5 thành viên của bên phía Esner. Và đây là tình huống bằng trụ, chắc chắn sẽ là bằng trụ, không có gì ngăn cản được các thành viên của DNG kết thúc đi game thi đấu này nữa. Những tình huống giao tranh tương đối yếu ớt, một tình huống sử dụng sát chiêu hoàn hảo và bấm luôn chiêu cuối từ vị trí của TD79, và một người bị hất văng ngược trở lại ở trong vòng trụ, đó là vị trí của D2C. Anh ta chuyển mục tiêu của mình sang cái nhà chính của đối phương, và sẽ là chiến thắng 1-0 dành cho Dead Note Gaming trước đối thủ của mình là Star King Hải. Có vẻ như rằng là họ đã quay trở lại được với cái phong độ của mình, phong độ mà chúng ta đã được đánh giá là sẽ là trong một trong những ứng cử viên để có thể có được chiếc vé đi tiếp ở WCS ở khu vực Hà Việt Nam. Và họ thực sự đã hủy diệt game đấu này, một game đấu mà chỉ là những tình huống đi đường cơ bản thôi, nhưng với việc mà con Garen trong tay của Portugal có được điểm hạ gục sớm rồi, qua đó họ có được một con rách cũng là tương đối khỏe, 7 phút hoàn thành cho mình hai món trang bị lớn, hai món trang bị có thể nói là co chính của một con rách, thì họ có thể snowball vào đấu là vô cùng nhanh. Và đây là một vài thi đấu con rách của D2C cũng có được cho mình lượng tiền là vượt trội hơn so với bản đồ là rất nhiều, 17.000 tiền anh ta kiếm được, so với phía bên kia chỉ là 9.000 tiền của Apollo mà thôi. Một lượng tiền chênh lệch là quá nhiều đến từ tất cả các vị trí, và với việc họ đè đồ như vậy thì những trận về sau thế trận sẽ là rất dễ đánh dành cho bên phía của Dead Note Gaming. Cửa nào thì cũng vẫn là dễ đánh hơn dành cho bên phía của Dead Note Gaming mà thôi. Và ván thi đấu vừa rồi thì SN họ cũng gọi là chơi kiểu đỏ đen hên xui khi mà họ quyết định lựa chọn cả Vayne lẫn Akali ở trong đội hình, những chất tướng mà hơi out meta một chút. Và với việc là Dead Note Gaming thì họ sử dụng nhiều chất tướng đấu sĩ lao vào, quả thật là Vayne không hề có bất kỳ một cái cửa nào có thể chơi lại được với đội hình của Dead Note Gaming. Và biểu đồ lượng vàng ở trong ván thi đấu vừa qua nó được hiển thị rất rõ ràng, khi đó là một đường chỉ có đi xuống và màu đỏ đến từ bên phía của Dead Note Gaming mà thôi, không có bất kỳ một cái khoảnh khắc nào mà các thành viên của SN họ giành được cái thế chủ động cả. Và chắc chắn rồi, MVP không thể thoát khỏi tay của D2C với con rách KDA là 9.0. Phần trăm tham gia hạ gục là 50% thôi, khi mà anh ta có rất nhiều khoảng gian để đi tẩy lẻ và có cho mình được cái lượng tiền vượt trội hơn so với cả tất cả vị tướng khác trên bản đồ. Với Gold Vermin có lượng tiền trên
mỗi phút là 1148. Anh ta thực sự là một con sách xanh sao, có được rất nhiều ảnh hưởng ở trong những tình huống giao tranh về sau. Sát thương anh ta gây ra không quá nhiều khi ở trong chiến thức ban đầu, anh ta không tham gia quá nhiều những tình huống giao tranh, nhưng đây vẫn là một con rách đạt chuẩn và có được cái khả năng gồng cánh những người đồng đội mình về sau. Hiệp đấu này chúng ta thấy rằng thậm chí là chưa cần đến vị trí của Z trong tay hiếu, ok, cũng như là Brooklyn lên tiếng. Và ở trận hiệp đấu thiêu thứ hai này thì có lẽ rằng bên phía của Star King Knight vẫn là người được quyền cấm và chọn trước thôi, họ sẽ chọn cho mình đó đội xanh, nhưng không, họ sang bên phía của đội đỏ và nhường quyền cấm và chọn trước dành cho mình phía Red Bull Gaming. Chúng ta sẽ cùng chờ xem vào game đấu thứ hai này, với khả năng có được cho mình một power pick đầu tiên thì Red Bull Gaming họ sẽ lựa chọn con bài nào, nhiều khả năng sẽ là dây ở khu vực đường trên khi đây là một con bài mà Potai cũng đang thi đấu tương đối ổn. Cấm đi, Senna ở ngay là lựa chọn cấm đầu tiên đến từ Red Bull Gaming. Và tôi nghĩ rằng cũng sẽ hơi khó để dây có thể được lựa chọn khi mà bên phía của SN là đội đỏ thì hầu như họ sẽ phải dành một lượt cấm cho mình vào con bài này. Khi mà dây là một chất tướng, kể cả đối đầu với bất kỳ một vị trí nào cũng phải được chia thì anh ta cũng là một chất tướng hoàn toàn hơn kèo mà thôi. Fiora bị cấm trước cái đã, khi mà Fiora cũng là chất tướng mà D2C đánh rất ghê ở khu vực đường rừng, và Potui cũng là người có khả năng sử dụng Fiora cũng cực kỳ là mạnh mẽ nữa. Set là sự chọn cấm đi thứ hai đến từ bên phía của DNG. Thường thường thì bên phía đội đỏ mới là người thường hay phải cấm Set cơ, nhưng mà DNG họ tuyên bố rõ ràng rành mạch luôn là Set sẽ không được phép xuất hiện ở trong bán thi đấu này rồi. Vẫn như vậy, ở trong lần lựa chọn cấm thứ hai thì Star King Knight có một quyết định rằng sẽ phải cấm đi Garen, khi mà ở hầu hết những game đấu gần đây Garen xuất hiện và nó đang thực sự là một áp lực được tạo ra ở bất cứ khu vực đường nào, thậm chí khu vực đường giữa, khi mà có rất nhiều đội tuyển đang sử dụng con bài này để có thể đối đầu với những chất tướng sát thủ thì cũng đều đang tỏ ra là hiệu quả và ổn cả. Thế nên trên game thiếu thứ hai này, Star King Knight họ quyết định sẽ là cấm đi con bài Garen, và đây sẽ mở ra được khá là nhiều chất tướng tanh top còn lại, hoặc là sát thủ và cả sát thương top nữa có thể được lựa chọn trong game thi đấu này dành cho cả hai đội tuyển, khi mà Darius cũng đã lựa chọn bị cấm đi đến từ bên phía của Red Bull Gaming rồi. Và dây thở ra ở đây thì nhiều khả năng rằng không đây sẽ là first pick dành cho Red Bull Gaming. Còn dây, còn Khomil, còn Morgana, những chất tướng mà đang khá là mạnh ở thời điểm hiện tại vẫn chưa bị cấm đi, và DNG thì có lẽ họ sẽ lựa chọn một trong ba, và lựa chọn của họ không phải dây, họ lựa chọn cho mình đó là Khomil. Và tất nhiên rồi, không có lý do gì mà Vassell để mất đi con bài dây cực kỳ mạnh này cả. Anh ta sẽ dùng nó để làm đối trọng với Khomil khu vực đường trên. Tuy nhiên sự lựa chọn vào Khomil thì cũng là một sự chọn tương đối mở nha. Chưa biết được là D2C hay Potui mới thực sự là người sử dụng con bài này. Và với việc mà có cho mình Khomil thì thường sẽ đi kèm với một con Galio, khi mà Galio vẫn chưa bị cấm đi đến từ bên phía của Star King Knight ở trong game đấu thứ hai này. Và Chu Wan, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ rất thích con Galio này, và đúng như vậy, sẽ có thêm một cặp bài để có thể bắt bớ Morgana. Cặp đôi bắt bớ vô cùng tốt đến từ bên phía của Red Bull Gaming. Họ vẫn đang còn để ngỏ một lựa chọn thứ hai nữa. Morgana cũng thực sự là một lựa chọn tương đối tốt, khi mà với cái khiên đen của mình nó có thể phá vỡ đi hầu hết những tình huống băng vào đến từ con Diana hoặc là những chất tướng còn lại đến từ đội hình của bên phía SN. Nhưng không, họ quyết định chọn cho mình đó là một con dịch trước để lấy lợi thế ở khu vực đứng dưới. Đây sẽ vẫn là một cặp đôi đẩy rất khỏe ở khu vực đứng dưới dành cho đội hình của bên phía Red Bull Gaming. Và đến với những phây lựa chọn cấm thứ hai thì hoàn toàn Red Bull Gaming có thể có những suy nghĩ cấm đi, đó sẽ là một con Lulu, khi mà cặp Lulu Olaf hoàn toàn sẽ là một cặp đôi kết hợp để có thể có được những tình huống càn lướt vào đội hình của đối thủ vô cùng dễ dàng. Chắc chắn là phải cấm rồi, và quyết định của họ sẽ là cấm luôn của bài Lulu để ngăn cho đối phương không có được sự kết hợp đang cực kỳ mạnh ở thời điểm hiện tại giữa Olaf và Lulu được. Và có lẽ Morgana cũng không phải là một ghép phù hợp dành cho DNG. Zig vẫn là một điều gì đó ổn hơn rất nhiều để đảm bảo lượng sát thương cũng như khả năng công trụ của họ nữa. Và quan trọng là bây giờ thì SN họ có muốn lấy nó hay không. Trước đó thì họ cũng đã có Diana cùng đứng giữa, sát thương phép cũng đã được đảm bảo rồi. Và để xem rằng ván thi đấu này thì Star King Knight họ có cái lối chơi kiểu hơi old school là họ vẫn sẽ sử dụng xạ thủ ở trong đội hình của mình hay không mà thôi. Nếu như đã mất đi Lulu thì cũng không còn quá nhiều những con bài có thể phối hợp tốt với Olaf. Họa chăng thì sẽ là con Raka được chọn thôi. Tôi nghĩ sẽ là một con Raka ở vị trí hỗ trợ được chọn dành cho bên phía của SN. Và quay ngược trở lại, sau khi mà bên phía SN lựa chọn cho mình đó là một con Corki ở vị trí xạ thủ thì câu trả lời họ sẽ đem lên một con sát thủ khu vực đường trên, đó sẽ là con Akali trong tay của Potui.
Và còn một lựa chọn cuối nữa, có thể sẽ là con Ahri cũng đã sẽ xuất hiện luôn ở đây, dành cho vị trí của Hiếu Kê ở khu vực đứng giữa, khi mà anh ta cũng đã bị cấm đi Asan rồi. Asan là con bài mà Hiếu Kê thi đấu tương đối tốt, hơi nhiều tướng phép, nhưng họ vẫn có được lượng sát thương vật lý đến từ Potuai, xin lỗi, đó là D2C với con Camille, thì tôi nghĩ rằng vẫn sẽ là ổn thôi. Khả năng bắt tớ là lựa chọn gì? À không, như vậy sẽ là bây giờ Cam anh ta sẽ có hai sự lựa chọn này. Là Alistar. Đây là một cặp đôi là tương đối linh hoạt đúng không? Akali và Akali và Rayton hoàn toàn có thể đổi vị trí được cho nhau ở trong game thi đấu này, ai sử dụng cũng được, và sẽ là lựa chọn kèo đối đầu như thế nào mà thôi. Janna cơ à? Như vậy là ba sự chọn mà Cam hay sử dụng ở trong các cặp đấu trước để bù lại sự cứng cáp dành cho đội hình của SN thì anh ta không lấy, mà anh ta quyết định sử dụng cho mình con bài Janna với khả năng phá những tình huống lao vào của đối phương, thì tôi nghĩ rằng cũng là một lựa chọn ổn để có thể bảo kê vào vị trí của TD79 để khiến cho anh ta không bị truy bắt bởi tất cả các thành viên bên phía của DNG. DNG họ có rất nhiều chất tướng có thể gây nguy hiểm dành cho TD79 như là Chu Wan với Renekton này, Renekton với Galio và Kermil. Có lẽ là họ sẽ đảo vị trí ở trong những giây phút sắp tới để cho D2C cầm con Kermil. Còn Renekton sẽ là thuộc về Portugal đúng không? Còn Akali trong tay của Hiếu Ok. Rockley đánh Zik. Đúng rồi. Nói chung thì đội hình này một đội hình đang có tương đối nhiều khả năng khống chế, khi chúng ta thấy rằng họ đang có cả đó là siêu hùng giáng thế, đó là tối hậu thư, cũng như đó là một tình huống làm choáng thẳng đến từ con cá sấu cho anh của Potuai nữa. Còn về phần mình thì đây sẽ là một game đấu mà Basel là người tiếp tục có được một kèo lợi thế hơn được không đứng trên, khi mà anh ta sử dụng cho mình con bài dây. Nhưng dây sẽ cần cái sự khéo léo, và không biết rằng trong game đấu này thì Basel anh ta có thể làm được điều đấy hay không, bởi vì đây sẽ là một con tướng có khả năng gồng gánh những người đồng đội mình ở dạng ban đầu là tương đối tốt, với lượng sát thương ổn ngay từ những cấp độ ban đầu đến từ con bài, đến từ chất tướng của mình, và bị ASEAN anh ta cần là nhiều hơn so với game đấu đầu tiên. Và chúng ta hãy đến với diễn biến của game đấu thứ hai, kèo đối đầu giữa Dead Note Gaming và đối thủ của họ Star King Knight. Tỷ số đã là 1-0 dành cho Dead Note Gaming rồi, và Star King Knight họ cần vùng lên để có thể có ít nhất cho mình một chiến thắng rồi, và qua đó thì vẫn nuôi hy vọng đây là một tình huống mà sẽ là Chu Wan chờ sẵn trong cái bụi này, và Basel đang là người gặp nguy hiểm. Anh ta mất cổng ra tốc, sẽ phải mất đi tốc biến hay không? Hay không mất đi tốc biến rồi, không khi mà tình huống khiêu khích của Chu Wan là không chính xác, không chính xác ở tình huống khiêu khích, lộ mặt hơi sớm đến từ Chu Wan. Anh ta nên đợi thêm một chút nữa để có cho mình một cái khoảng cách nó dễ dàng tiếp cận hơn vào vị trí của Basel, thì tôi nghĩ đó là tình huống chắc chắn sẽ mất đi các bổ trợ đến từ anh chàng đứng trên bên phía của SN. Và thi đấu trước Basel cầm một chất tướng có thể nói là mạnh hơn đôi chút so với con Garen của Portugal, nhưng anh ta vẫn thua kèo. Không biết là ván thi đấu này tiếp tục là một vị tướng có khả năng chơi trên cơ được so với Portugal thì anh ta có làm tốt được cái nhiệm vụ của mình hay không, thì khi đó SN họ mới thực sự có được nhiều tiền đề để có thể hy vọng và chiến thắng ở trong game thi đấu này. Tốc độ dọn rừng là tốc độ nhanh đến từ Apollo khi ta đã bắt đầu hoàn thành cho mình xong đó là bãi chim rồi, tiến ra một đường giữa, tiếp tục một lần nữa Hiếu Kê mất đi cho mình đó là bom khói, nhưng lượng máu của TD79 cũng không phải là quá nhiều, và Apollo chỉ là giúp dọn dẹp đợt lính này mà thôi. Khu vực đường dưới thì đã có những con mắt đỏ được cắm ra đến từ Star King này, trời cũng tương đối là cẩn thận khi mà đối phương là một cơ mưu, tuy nhiên là cơ mưu cần phải có được tốc độ 5 để có thể thực hiện những tình huống đi gây một cách dễ dàng hơn. Con cua thì được chia đều cho cả hai bên, nửa trên sẽ thuộc về bên phía của Star King Knight, nửa dưới sẽ là quyền kiểm soát của DNG. Nhưng Apollo bỏ qua con cua này, anh ta tìm đến một vị trí ngon ăn hơn rất nhiều là Portugal tốc biến vào, và đó là first blood được dành cho người chơi đi rừng từ bên phía của Star King Knight, một khởi đầu phần nào đó là khá thắng lợi dành cho các thành viên của Star King Knight. Olaf trong đó Apollo có cho mình nói điểm chiến công đầu, đây sẽ là một tiền đề rất tốt để anh ta có được lợi thế trước người chơi đi rừng về bên kia, khi mà Camille là một chất tướng cũng cần rất nhiều khoảng thời gian để có thể có được lượng trang bị cần thiết. Và Berkeley cũng đứng dưới này, năng lượng là tương đối thấp rồi, khả năng trao đổi chiêu thức sẽ bắt đầu bị hạn chế, và anh ta buộc lòng phải bấm dịch chuyển về nhà để có thể bổ sung cho mình lượng năng lượng đã mất, cũng như lên cho mình những mảnh trang bị lớn đầu tiên. Trong thế DIC vẫn đang cố gắng hoàn thành cho mình xong đốt vòng rừng khép kín, khi mà anh ta đang ở con cóc vẫn còn đó là một bãi sói nữa, chưa có bất cứ một tình huống can thiệp đường nào đến từ vị trí của D2C cả, và chúng ta cũng đang phải chờ đợi cấp độ 5 đến từ con Camille này nữa cơ. Trong khi đấy thì quay lại khu vực đứng giữa,
chênh lệch về tiền cũng vẫn có, nhưng chỉ là một chút thôi, khiến chúng ta thấy rằng là hiếu kê vẫn còn những con lính chưa pha, và có lẽ rằng ăn nốt con lính đánh xa kia thì lượng tiền sẽ là cân bằng đến khi cả hai người chơi khu vực đứng giữa ở thời điểm hiện tại. Nhưng có vẻ hiếu kê đang là người muốn chủ động hơn trong tình huống này. Đó là một tình huống chiêu cuối là trượt đến từ vị trí của tách đấu 79, có tên đề 79 lên bảng điểm số. Hiếu kê với sát chiêu hoàn hảo mình có cho mình điểm chiến công đầu, xin đó đến mạng ở vùng thứ hai thì đúng hơn, và vẫn là thua được đứng giữa. Không động tác thừa đến từ Hiếu OK. Cảm giác như con Akali này nó rất khác biệt so với con Akali trong tay của TD79 ở trong ván thi đấu trước. Và với việc để cho Akali có điểm mạng gục sớm như thế này thì khả năng tăng tiến sức mạnh của con sát thủ có thể nói là mạnh nhất nhì ở trong Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến của chúng ta sau rất nhiều những đợt giảm sức mạnh. Nhưng những người chơi nào mà có kỹ năng tốt thì vẫn hoàn toàn có thể dùng nó để làm áp lực được. Và Hiếu OK có thể nói là một trong những người chơi sử dụng Akali rất hay và mượt mà. Một tình huống cầu sống tương đối nhạy cảm đến từ Basel, ngắt đi tình huống biến về của Motuai. Nhưng chừng đó thôi vẫn là chưa đủ, họ cần di chuyển ra, họ cần giải phóng lượng tiền trên người của Basel khi mà anh ta vẫn chưa có tình huống bấm B về nhà. Đây sẽ là một tình huống ra mục tiêu muộn hơn đến từ người chơi khu vực đường Baron của bên phía Esther. Trong khi đấy thì đường dưới vẫn tiếp tục tình huống trao đổi khi mà Hiếu OK vẫn là người có lợi thế hơn. Và sau một loạt chiêu thức thì TD79 buộc lòng phải ăn cho mình những cái hạt hồi phục để có thể quay ngược trở lại với những đợt lính đang đẩy vào là rất cao ở đây. Trong những DIC ăn con cua này nhưng có vẻ sẽ là hơi nguy hiểm, nhưng vẫn có tình huống trừng phạt để đem về con cua để cho cái đầu kia mình, và qua đó họ vẫn đang kiểm soát được tầm nhìn ở đây. Sẽ là một tình huống va chạm khi mà lượng người của bên phía cả hai đội tuyển là cân bằng. Một tình huống siêu bom làm mềm trước đến từ Broly. Và đây là tối hậu thư giữ lại vị trí của Di Trung Si ở phía bên kia không? Anh ta là người giữ lại được Olaf trong tay của Apollo. Và con rồng vừa rồi thuộc về các thành viên bên phía của SN. Mặc dù họ thiếu vắng đi sát thương chủ lực của mình, đó là Kasu với quả Koki, nhưng mà thật ra họ sẽ chỉ cần vị trí của Jayce có mặt ở đây là đủ rồi. Bởi lẽ Koki trong giai đoạn đầu thì cũng không phải là một chất tướng sở hữu quá nhiều những cái lượng sát thương, nhưng anh ta có thể đóng góp nó bằng một cái gói hàng mà thôi. Nhưng quyết định đến từ bên phía của SN là để cho Koki lên khu vực đường trên đép lĩnh. Không, thực ra vừa rồi là một tình huống thi đấu lỗi đến từ bên phía của Dead of Gaming, khi mà cái siêu hùng dáng thế của Chu Wan nó lại không dính vào người của D2C mà lại chọn mục tiêu đó là vị trí của Broly, và thiếu như một tình huống khống chế để có thể hất tung được con Olaf trong tay của Apollo. Nó khiến cho tình huống băng vào của D2C nó bị lỡ nhịp. Còn một người bật cho mình đó là thần cá sấu lao vào, nhưng đó vẫn là con sứ giả thuộc về vị trí của Kasu. Anh ta giữ lại được sứ giả nhưng không giữ được mạng của Apollo, vẫn là một tình huống lấy được mạng ở đây. Nhưng dù sao nó có hai mục tiêu lớn thì tôi nghĩ rằng Star King này vô cùng hài lòng rồi, và lượng tiền họ cũng đang không thua với đối phương. Chỉ có điều là cái sức mạnh của Hiếu OK thì nó vẫn đang chưa có ai có thể kiểm tỏa được cả. Và bên phía của SN họ cần phải đặt thêm cho mình những cái sự chú ý vào vị trí của Hiếu OK với con bài Akali này. Tỷ số điểm mã gục của anh ta, KDA của anh ta là 1-1-0, nhưng cũng đã hoàn thành xong cho mình một cái song kiếm tai ương rồi. Và Zik cũng đã bắt đầu hoàn thiện cái vọng âm lưu lần để giúp cho khả năng đẩy đường của DNG được tốt hơn, cũng như khả năng phòng thủ trụ cũng sẽ là ổn áp. Họ vẫn đang cần câu kéo thêm rất nhiều khoảng thời gian để cho những Akali, để cho những Camille cũng như là Zik trong đội hình của mình có thể có được thời gian tăng tiến sức mạnh. Trong khi đấy thì Basil anh ta vẫn đang có được một thế đẩy lẻ là tương đối tốt, nhưng đang có 4 người của SN tiến xuống cùng đường dưới nhằm bắt lại vị trí của Hiếu OK. Nhưng họ đi qua được, họ không có được cái vị trí chính xác của Hiếu OK, qua đó thì sẽ có lẽ là thay đổi kế hoạch lấy cho mình cái trụ đầu tiên mà thôi. Và con sứ giả vẫn đang được giữ lại, nhưng Kasu quyết định thả nó để có thể tạo ra được trụ hai của đối phương. Còn trong khi đấy thì đợt đẩy, tôi nghĩ rằng đợt đẩy của đội Dead Rocky mình sẽ phải dừng lại rồi khi mà họ không có công cụ nào, và thậm chí rằng đây là tình huống mà TD79 solo kill luôn Motuai. Một tình huống đi lạc đến từ con cá sấu của bên phía Dead Rocky mình, và ngay lập tức là phải trả giá, và họ còn mất thêm đó là một cái trụ hai của đường dưới nữa, mất rất nhiều đến từ bên phía của Dead Rocky mình trong game đầu thứ hai này. Họ mất đi sự nhịp nhàng rồi, và họ đang để cho đối phương vươn lên dẫn trước với lượng tiền chênh lệch là đâu đấy 1.000 tiền. Nhưng đây là một tình huống bị trụ bắn rất nhiều từ TD79 vừa rồi, là một tình huống tỏa sáng thì ngay lập tức anh ta tắt phụt đi. Một tình huống để cho trụ bắn rất nhiều, và đó là điều mà cũng dành cho D2 Team, điều mà cũng vô cùng quý giá để giúp cho Camille này tiến gần hơn với những món trang bị lớn của mình.
Đồng ý, đó là những cái tình huống hơi thừa thãi đến từ bên phía của SN. Và nếu như mà TD79 anh ta không nằm lại ở trong tình huống đó thì khả năng để có thể tấn công vào cái trụ ở khu vực đường trên dành cho BNG cũng sẽ không được rõ ràng như bây giờ. Bây giờ họ cử ra hai người để có thể tiếp tục đẩy cao tới khu vực đường trên. Trong khi đó ở nửa dưới này thì OK solo kill cùng với cả Basel. Basel kích hoạt lá chắn hơi sớm rồi. Và một cái sát chiêu hoàn hảo, Hiếu OK hạ gục thành công được vị trí của Basel. Nhưng vẫn có được khả năng, có lẽ sẽ là phòng thủ được trụ đứng dưới thôi, khi mà lượng máu của Hiếu Kê cũng là tương đối thấp, anh ta không dám ở lại để có thể tiếp tục bảo đi cái trụ, và đợt lính cũng là không có. Tình huống lấy gói hàng tương đối sớm đến từ Kasu. Tôi nghĩ rằng đây là một gói hàng nó sẽ khiến cho những cái quyết định của Kasu ở trong giai đoạn tiếp theo sẽ là tương đối gấp gáp, khi mà anh ta không còn quá nhiều thời gian từ gói hàng này. Khi mà con rồng này ra thì gói hàng có lẽ sẽ còn đâu khoảng độ 5 đến 7 giây, và ta chắc chắn rằng sẽ là phải là người lao vào trước, thì lúc đấy ta sẽ có thể trở thành miếng mồi ngon cho những cá sấu, những con Akali cho tay của các thành viên bên phía Dead Gaming có thể chọn là mục tiêu. Đây là thời điểm và đang chia đội hình ra. Như vậy là bên phía Dead Gaming họ đang muốn lấy trụ chứ không phải là lấy mục tiêu lớn. TD79 đang khá phân vân với việc tập hợp cùng với những người đội của mình hay quay lại để ghép lính, và anh ta quyết định là tập hợp cùng với những người đội của mình. Siêu bom địa ngục được quăng ra rồi. TD79 đang quản càn quấy từ phía sau, dông tiếp tục thuộc về bên phía của SN, và người đang chấm máu ở đây là Apollo, và thêm cả vị trí của Bodhi lên bảng điểm số đi. Chu Si cũng đang cực kỳ yếu ớt và anh ta cũng bốc hơi mất rồi. 1-2 và các thành viên bên phía của SN họ vẫn đang là người có lợi thế hơn, thậm chí Chu Hoan cũng đang giạt nhà. Nhưng bù lại ở khu vực cánh trên thì Hiếu OK anh ta đang cố gắng để giúp cho bên phía của DNG lấy được thêm những công trình. Chu Hoan chạy một quãng đường rất xa, rất sâu, kéo được một lượng thời gian, tuy nhiên anh ta cũng vẫn phải nằm lại mà thôi. Và anh ta hướng lên cho đó là khu vực đường trên. Nếu như tình huống đấy mà anh ta cố gắng câu kéo xuống khu vực đường dưới thì nhiều khả năng rằng sẽ giúp cho Hiếu OK có thêm được khoảng thời gian để có thể tranh thủ nhiều hơn. Nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ. Và đây một tình huống cam dính cho bị đó, cái phi tiêu bị đu theo, nhưng sát thương vẫn là chưa đủ. Và Hiếu OK vẫn còn một lần nữa sát chiêu hoàn hảo lần thứ hai, nhưng không thể nào tung ra được khi mà anh ta cũng không còn đó trong bộ chiêu thức để có thể lấy được cái mạng của TD79. TD79 có thể sống sót lùi ngược trở về, nhưng con sứ giả thứ hai của đấu này đã kiểm soát bởi các thành viên bên phía của Dead Dog Gaming mình. Lần này thì mục tiêu đây sẽ là mục tiêu thứ tư. Không biết rằng đi những chi anh ta có thể giữ lại được không? Anh ta không giữ lại được. Tình huống trừng phạt trượt. Nhưng đây là một tình huống mà các thành viên bên phía của Esther đang lao vào ra tranh hơi ẩu. Họ để cho các thành viên của Đen Công Kiên Minh có thể vào ra phía sau. Còn có kịp, các thủ chưa kịp bắn quá nhiều, anh ta vẫn có một tình huống tạm được để có thể rút đi được. Đã kẹt lại đó, nên Tung Si thấp vào phòng hồ, nhưng anh ta vẫn sẽ phải lấy bảng đếm số, nằm xuống một lần nữa là ba người, và không có bất cứ một mục tiêu lớn nào. Đây sẽ có sứ giả được thả ra của một đường chưa hay chạm đầy. Nhưng sứ giả hiện đang trên người của Apollo, và Apollo lại là lên bảng đếm số rồi. Nhưng không cần, họ vẫn có thể lấy được cái trụ này với khả năng cả nước chống chịu đến từ TD79, và thậm chí là khu đứng trên vẫn sẽ là có trụ trong đoạn thi đấu này. Một tình huống bấm đồng hồ cát của TD79 câu kéo được khá nhiều những thời gian, và anh ta quay lại với một trăng lưỡi liềm hạ gục thành công được hỗ trợ của đối phương. Sau đó lại có một cú trăng mở xoáy lại được cả hai thành viên nữa. Có thể nói là TD79 đóng góp rất nhiều vào cái pha combat thành công vừa rồi của các thành viên SN, và công đầu thì lại thuộc về vị trí của Apollo. Anh ta dũng mãnh để có thể lao xuống khu vực hang sứ giả và rất lạnh lùng để cướp đi sứ giả, và một lần nữa khiến cho vị trí của Nichushi anh ta sẽ gặp một cái áp lực tâm lý không hề nhỏ một chút nào khi anh ta bị cướp cả ba mục tiêu lớn trong tình huống vừa qua. Bốn mục tiêu thì đúng hơn, khi mà cả con sứ giả đầu tiên cũng là thuộc về bên phía của SN, và chưa có bất cứ một mục tiêu lớn nào được trừng phạt thành công đến từ người chơi đi rừng trẻ cả. Anh ta đang cũng là tương đối thọt. Cái đây là 1-2-3. Và đây là một tình huống tiếp tục thì OK lại kẹt lại rồi. Khó quá. Tưởng chừng như ván thi đấu này DNG họ đã có một trận thi đấu cũng gọi là có một cặp combo rất là đẹp đúng không? Nhưng mà dường như cái bước triển khai của họ ở trong những tình huống giao tranh mục tiêu lớn nó vẫn hơi bị chật khớp, và đặc biệt là những tình huống siêu hùng đáng thế của Chu Hoan đang không có một độ kết dính với những cái tối hậu thư của Nichushi ngay trong con rồng đầu tiên thôi, và đã khiến cho họ thất bại ở một pha thi đấu đó, và sau đó là để cho đối phương snowball. Và đến thời điểm hiện tại thì những gì họ có thể níu kéo sẽ là sự tỏa sáng của Hiếu OK mà thôi, tôi nghĩ là như vậy. Và thêm một con Zik cũng đang có một KDA cũng không gọi là quá tệ, 1-0-3. Cố gắng phát lại vị trí của Basel, thậm chí đó tối hậu thư được gửi ra nhưng sát thương là vẫn là chưa đủ. Đây rồi, siêu giáng thế xuống, nhưng đó thì hút tốc biến đi và mất đến hai cái tốc biến để các thành viên bên phía của Dead Gaming có thể đu theo được. Nhưng sát thương
Ui, suýt chút nữa thì bạn sẽ có thể outplay được, nhưng anh ta không thể đủ sáng từ khi mà tới khi muốn bấm đồng hồ cát, bấm đồng hồ cát. Nhưng khi mà có quá nhiều người kéo xuống để có thể lấy được mạng của Marcel, thì chúng ta thấy được rằng là bên phía của Esther tận dụng cơ hội, họ có được mình trụ hai của đối phương, trụ ba của đường trên, và thậm chí sứ giả húc được thêm một lần nữa để có thể kéo máu được trụ đường lính siêu cấp của các thành viên bên phía Dero Gaming. Như vậy tình huống câu kéo thời gian của Marcel vẫn đang là ổn, và anh ta là người làm tốt nhiệm vụ để có thể có được những lợi thế khác dành cho đồng đội của mình. Nhưng để con rồng mà tôi nghĩ rằng là khả năng cạnh tranh đến từ Starking Knight đang là không có, khi mà họ đang không có rừng ở quá gần. Đây là một tình huống mà Montreal kéo được nửa cái máu của TD79 rồi. Sẽ là đánh ngược trở ra hay là cố gắng ăn nốt cho mình đó mục tiêu đây. Chiêu cuối bật lên của Zana và bay vào đến từ Chu An để có thể khiêu khích. Nhưng ta đang tương lối ở bên đồng và sẽ là một tình huống biến vấp rất nhanh phía bên kia. Thì sát thương đến từ Dead Note Gaming là không đủ để có thể ăn được con rồng. Và bay theo luôn đến từ vị trí của Kasu, anh ta đang thi đấu vô cùng hổ báo nhưng vẫn là có điểm hạ gục và thậm chí không phải nằm xuống nữa. Tiếp tục mất đi hai người cam tất báo nhưng vẫn lùi về được. Và Marcel đang có một tình huống bình thẳng vào con Baron này. Anh ta biết rằng đối phương đang ở rất gần đây, đang cố gắng tìm, và anh ta sẽ tìm được những tình huống tập búa thì đôi lại là không thành công khi mà đi tu si có một tình huống biệt tu dây mắc qua đường. Anh ta vẫn thoát được. Không, không tha được nữa rồi. À? Một lượng máu quá ít đến từ vị trí của đi tu si. Và là anh ta đã quét trước nên nó lộ ấy. Ừ, nếu mà anh ta không đá quét, tôi nghĩ rằng là bên phía của DNG họ cũng sẽ mất thêm SN, họ sẽ mất thêm một khoảng thời gian để có thể tìm thấy được D2C cơ. Đó là tình huống mà chắc cũng cuống tay từ anh chàng đường rừng của DNG, nhưng trước đó là cũng là những pha xử lý rất nhanh tay rồi. Và bây giờ thiếu vắng đi D2C thì có lẽ là SN họ sẽ có lẽ hơi nản đúng không? Mình chết hết rồi đúng không? Kiểu biết là mình chết rồi, mình đá quét chứ ta kiểu gì chết mà. Mà tình huống đấy là tình huống mà nếu như anh ta không đá các chiến thuật không lộ, tôi nghĩ rằng cũng không chết, bởi vì các thành viên của Starking Knight trong pha thiếu vừa rồi lại muốn lan cho mình con Baron cơ. Nhưng mà thôi thì lấy được mạng của một người nữa cũng là tốt, họ qua đấy thì có thể được lựa chọn là một lượng tiền. Và đây là thời điểm mà DBG chưa kịp trở ra để có thể bảo vệ được con Baron này. Và đó là một lần nữa nằm trong tay, một lần tiếp theo là trong tay có thành viên Starking Knight có tiếp tục tràn lên để đánh. Và đây sẽ là vô thứ hai điểm bạo gục đầu tiên thuộc về cho TD79, mà không, đó là hai điểm bạo gục cơ. Khi mà trước đó thì Brockly cũng đã phải lên bảng đếm số. Và con Baron thuộc về các thành viên của SN, họ đang có trọn vẹn 4 thành viên ở trên bản đồ. Đối phương chỉ có 3, tổng tấn công khu vực đứng giữa chắc chắn sẽ lấy được trụ 2. Khả năng phòng ngự đến từ DNG sẽ là yếu ớt hơn thảy khi mà Brockly vẫn đang còn trong thời gian phải đếm số. Cú sống là rất đau đến từ Marcel, và thậm chí rằng họ đang băng luôn trụ bà để có thể có cho mình điểm hạ cục. Và người nằm xuống là vị trí của Chu Hoàn, cố thêm cái trụ đường lính siêu cấp nữa. Và họ muốn tiến đến khu vực đường trên hay không? Đây, chưa có đơn tính đẩy vào khu vực đường trên, họ sẽ phải tiến về nhà mà thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng họ sẽ hài lòng rồi. Một power, Baron Power, tôi nghĩ rằng là hiệu quả với việc có thêm cho mình một đường lính siêu cấp. Họ sẽ biến về nhà để tiếp tục có thêm gói hàng, và qua đó thì có thể đẩy cái áp lực xuống khu vực đường dưới, khi mà ở thời điểm này đợt lính cũng đã đẩy là vô cùng cao rồi. Rất nhiều những lợi thế dành cho Starking Knight, vẫn là câu nói quen thuộc của Hải Phòng rồi. Nếu mà có 3 rồng với một mũi lợi Baron này thì cho Hải Phòng vào đánh chắc cũng vẫn thắng. Và đây là thảm lửa lướt lên bắn thẳng mặt vị trí của Motuai. Motuai làm tất cả mọi cách để có thể trốn thoát nhưng không thoát nổi. Anh ta đã mất đi điểm bạo gục của mình rất quan trọng trong thời điểm rất nhạy cảm như thế này. Trong khi đó thì người chơi hổ báo không kém là Apollo tốc tiến lên dí thẳng vào đầu của đối phương, double kill dành cho Kasu không phải đứng giữa. Và trận thi đấu này có lẽ sẽ có kết quả ngay tại phút thứ 16. SN họ sẽ chiến thắng để có thể đem về một trận thi đấu với tỷ số hòa 1-1, quay trở lại vạch xuất phát. Một game đấu mà những sai lầm cũng như sự tỏa sáng của Apollo trong game thi đấu này nữa không thể phủ nhận được công sức của người chơi đi rừng bên phía của Starking Knight trong game thi đấu này. Anh ta giữ lại 4 mục tiêu lớn ở đầu trận, nó khiến cho khả năng tăng tiến sức mạnh, cái lợi thế về mặt trình độ như tôi đã nói rồi. Chúng ta đánh giá rằng là tay của bên phía Dead Note Gaming nó to hơn, nhưng trong game đấu thứ hai này thì có vẻ như nó là hơi thọt. Và họ để cho đối phương có tất cả những mục tiêu lớn, qua đó thì vị trí của Marcel có được, thậm chí rằng Marcel là người có được cho mình điểm chiến công đầu nữa. À không, Apollo có chiến công đầu chứ, nhưng cái áp lực không được tạo ra ở khu vực đường trên, và cái chênh lệch ở trong game đấu này khu vực đường Baron nó lại thuộc về bên phía của người chơi đường Baron bên phía SN cơ. Chúng ta thấy được rằng là lượng sát thương là nhỉnh hơn rất nhiều đến từ hầu hết những sát thương chủ lực Kasu 20.000,
TD79 cũng là 18.000 và Barcelona cũng là như vậy. Trong khi đấy nhìn qua phía bên kia chỉ có mỗi Burnley là chơi game thôi, thì OK cũng là gánh còng lưng nhưng là không đủ. Đúng là như vậy. Thì OK cũng đã rất tỏa sáng với những tình huống sử dụng bộ chiêu thức của mình lấy điểm hạ gục của đối phương và cũng rất khéo léo để có về những cái trụ của khu vực nổi trên dành cho Deadlock Gaming. Nhưng mà những tình huống để mất đi những mục tiêu lớn nó ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý thi đấu của anh chàng đi rừng bên phía của DNG, D2C. Và thêm vào đó là với việc bên phía của SN họ có một Corki giai đoạn late bắn khá là khỏe nữa, chỉ còn hoàn thành 3 món đồ chấn phá rồi cộng thêm cả những bùa lợi rồng thì sức mạnh cũng như là lượng sát thương gây ra đến từ Kasu sẽ là vượt trội hơn hẳn. Và anh ta cũng là người có được MVP ở trong ván thi đấu vừa qua với điểm KDA rất cao 13.0, tỷ lệ tham gia giao tranh là 72.2%, lượng đam gây ra trên phút 1.276. Và đó là những cái thông số của Kasu. Và Corki là một con bài ngày thi đấu hôm nay được sử dụng khá là nhiều và cũng có tỷ lệ thắng tương đối cao. Và có vẻ như rằng là ở game đấu thứ hai này, đứng trên và cặp người chơi đi rừng thì mọi thứ trở nên là vô cùng khó khăn với những thành viên còn lại của bên phía Deadlock Gaming. Và chúng ta cũng phải chờ xem là game đấu thứ hai để họ có thể thay thế được người chơi đứng giữa hay họ sẽ làm gì để có thể khắc phục những cái lỗi này. Đúng là như vậy, có thể thấy được rằng là điểm yếu của họ lộ ra rõ ràng khi mà phong độ của họ không hoàn toàn là ổn định. Những thành viên còn trẻ tuổi mặc dù đã có kinh nghiệm thi đấu thế nhưng không phải lúc nào họ cũng giữ được một cái phong độ hủy diệt để thi đấu một cách bài bản. Và ván thi đấu vừa qua đội hình của họ thì cũng khá là đẹp, khá là ổn với việc họ có cơ mưu kết hợp cùng với Galio. Tuy nhiên là họ vẫn để hỏng ra một số những cái sai sót nhất định và trong giai đoạn đi đường thì ở khu vực đứng trên anh chàng Basel cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình với con bài Jace và khiến cho Motuai anh ta thọt khá là nhiều, qua đó giúp cho các thành viên của Esther họ có được chiến thắng trong những tình huống tranh cướp mục tiêu lớn và một chiến thắng chung cuộc dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng ở trong game đấu thứ hai. Quay trở lại với cấm vật chọn của ván thi đấu quyết định này thì SN họ là đội tuyển màu xanh, còn DNG họ lựa chọn ở bên phía màu đỏ để có thể là đưa ra những lượt counter pick vào đối phương. Và họ cũng đã cấn đi cặp đôi Fiora cũng như Camille rồi. Như vậy sẽ không còn những chất tướng đẩy lè cánh mạnh ở khu vực đi rừng nữa. Nhưng vẫn còn đó là Jack, không biết rằng là muốn cấn đi không. Nhưng Olaf thực sự là một bài toán mà bên phía Apollo đưa ra ở trong game đấu thứ hai và nó buộc lòng khiến cho bên phía Deadlock Gaming phải cấm ở game 3 này nếu như không muốn có tiếp tục là một trận thua nữa. Nhưng với việc không cấm Zed thì bên phía của dòng kinh này quyết định sẽ lựa chọn cho mình đây sẽ là power pick của họ. Zed được lựa chọn. Mặc dù là con bài được quan tâm và chú ý khá nhiều trong những phase cấm và chọn, nhưng mà xét đi xét lại thì không có quá nhiều đội tuyển sử dụng hiệu quả được con bài này. Thông qua tỷ lệ thắng của xét đang cực kỳ là thấp. Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng điều này ở trong trận thi đấu, cặp trận thi đấu đầu tiên trong ngày hôm nay. Đội tuyển nào có xét là đội tuyển chắc chắn thua. Còn DNG họ đang đưa ra hai sự chọn đầu tiên của mình là Diana cộng với cả Darius. Khả năng giao tranh của họ đang cực kỳ mạnh mẽ khi họ có được hai con bài này. Họ sẽ có được một cặp đôi mà tương đối khỏe ở trong những tình huống giao tranh tổng, nhưng cũng phải nói rằng là cái bộ chiêu thức của Seth cũng có tác động rất nhiều đến với những tình huống giao tranh. Nhưng ở lượt lựa chọn phase thứ hai thì bên phía của SN họ quyết định sẽ lấy cho mình đó là con Galio. Và nếu như Galio được chọn như thế này, họ hoàn toàn có thể hướng đến cặp đôi Galio và Senna ở khu vực đứng dưới. Khi mà Camille đã bị cầm đi rồi thì đây sẽ là cặp đôi đứng dưới tương đối khỏe cũng như là kết hợp với nhau vô cùng tốt ở thời điểm hiện tại phiên bản này. Và ngay lập tức là khóa vào rồi thì không biết rằng là họ bên phía của Deadlock Gaming sẽ muốn thi đấu cặp đôi đứng dưới nào đây. Hai game đấu đầu tiên họ đều thi đấu với Zik cùng đứng dưới nhưng thực sự thì nó cũng không đem lại quá nhiều những tình huống hiệu quả. Nếu như một con Zik không quá là xanh sao, và quay trở lại với những gì mà mình cảm thấy là ổn nhất khi mà quyết định sẽ lựa chọn được Jack dành cho vị trí của D2C. Game đấu đầu tiên với Jack, D2C thể hiện là vô cùng tốt khi out hoàn toàn bản đồ với lượng tiền khó được của mình. Và game thi đấu thứ 3 mà tính chất quyết định này thì Jack một lần nữa xuất hiện trong tay của D2C. Còn facecam thứ 2 thì cũng đã bắt đầu rồi bên phía của SN với Seth và Galio cộng với Senna thì có lẽ bên phía của DNG họ cũng sẽ chỉ dám khẳng định là Galio và Senna khu vực đường dưới thôi. Còn khu vực đường trên, khu vực đường rừng, khu vực đường giữa thì dường như vẫn đang hơi tù mù dành cho bên phía của DNG. Bây giờ thì họ sẽ phải làm như thế nào? Họ quyết định cấm vào Rayton để có thể là bớt đi một sự đối đầu mạnh mẽ khu vực đường trên dành cho vị trí của Potuai. Họ đang
cảm giác rằng đây sẽ là con set đi rừng, thế nên họ sẽ dành nhiều lượt cấm hơn lên cục đứng trên. Trong cái đấy thì về phần mình, Zeke lại bị cấm đi. Như vậy là họ cũng đã cảm giác rằng là một con pháp sư được dưới cái này dễ chơi và tay cho Rockley, nên là một con tướng được ưu tiên cấm khi mà anh chàng này cũng không có những tình huống chết nhảm nào cả. Anh ta thi đấu là tương đối tròn vai, farm ổn, có được lượng lát hit, lượng lính là tương đối tốt nữa. Nhưng trừ cái điều đấy ra thì anh ta chưa có những tình huống đột biến với những gói chất nổ, với những cái bãi bom để tạo ra được quá nhiều áp lực cho đội hình của bên phía của SN. Nhưng dù sao thì anh ta hiểu tốt con tướng nào, thì khi mà chúng ta không còn cái lượt lựa chọn cấm thì hay cả, thì cứ nên là cấm những con tướng đấy đi. Và thêm cả một con Morgana khu vực đường dưới cũng đã bị cấm đi để từ các thành viên bên phía của SN khi mà cặp đôi đường dưới trong game thi đấu này của Net Gaming chưa lộ diện. Điền gì thì quyết định cấm vào vị tướng Irelia để bớt đi một vị trí đi rừng có khả năng đọ sát thương giai đoạn cuối với D2C, con bài rắc của mình. Và Broccoli lựa chọn vào Corki ở trong ván thi đấu này, một con bài mà đang có một tỷ lệ thắng tương đối cao ở trong ngày thi đấu cuối cùng ngày hôm nay, giai đoạn vòng thăng hạng giải đấu WCS 2022. Còn bên phía của SN thì họ sẽ lựa chọn gì đây? Bây giờ sẽ là những sự chọn cuối cùng dành cho họ. Họ bắt buộc phải để lộ ra hai vị trí cuối mà thôi. Set này thì cũng chưa biết là ở khu vực đường nào, họ hoàn toàn có thể lấy thêm một đấu sĩ nữa ở khu vực đường rừng và một pháp sư ở khu vực đường giữa. Brand. Brain. Ui, Brand thì lại hơi thiếu đi cho mình sự cơ động. Nếu như bị bắt bớ vào đến từ sách, đến từ Diana sẽ là vô cùng khó chạy. Nhưng dù sao thì khả năng đi đường của anh ta ở trong những cấp độ đầu tiên cũng sẽ là tương đối ổn thôi. Với sải tay và bộ chiêu thức của mình, anh ta sẽ là người có thể để đứng trước được trước con bài Diana. Dọn dẹp xong những cái đợt lính và di chuyển đi tìm kiếm những tình huống phối hợp với cả người chơi đi rừng để có được điểm hạ gục. Và Pantheon cũng đã xuất hiện trong game thi đấu này. Pantheon thì chưa biết được sẽ đi rừng hay đi khu vực đường Baron nha, bởi vì đây sẽ cũng là một con bài tương đối là linh hoạt trong việc lựa chọn phần đường của mình, và chúng ta phải chờ đợi những tuyển thủ hoàn thành xong việc đổi tướng với nhau để có thể xác định xem cái đội hình mà bên phía SN sẽ triển khai trong hiệp thứ hai này sẽ là như thế nào. Còn phần mình thì Netto Gaming hoàn thành cặp đôi đường dưới của họ sẽ là Corki đi cặp với cả Janna để có thể có được khả năng hồi lại lượng máu cũng như là khả năng phá giao tranh là tương đối ổn. Nhìn đội hình bên phía của DNG có thể thấy là họ đánh thiên hướng giai đoạn cuối khá nhiều với hai nguồn sát thương chủ lực là Corki và Zac. Và có lẽ là với việc lựa chọn đội hình như thế này thì bên phía của DNG họ sẽ phải né những tình huống giao tranh giai đoạn đầu, bởi lẽ đối phương là rất nhiều những chất tướng mạnh giai đoạn đầu tiên của ván đấu, như là Set, như là Pantheon trong tay của Apollo, và đây là một con Pantheon được dừng nha. Và ngay khi có cấp độ 5 thôi thì những cái bão lửa, những cái siêu hùng giáng thế và cả những tình huống sử dụng hắc ám soi rọi từ Senna sẽ gây ra rất nhiều những khó khăn nếu như bên phía của DNG muốn giao tranh tổng với đối phương. Và chưa kể là một điều nữa là cái đội hình đánh nhau giao tranh tổng của bên phía Netto Gaming tay tương đối ngắn, thế nên những tình huống ràng buộc đến từ con bài Senna cũng sẽ gây ra được rất nhiều cái sự khó chịu, và để có thể giúp cho những người đồng đội mình có được khả năng chạy thoát thân hoặc để mở giao tranh đều là vô cùng tốt. Và chúng ta cũng phải chờ xem là khả năng đi đường của các đội tuyển sẽ như thế nào mà thôi. Khi đấu trước thì dạng đi đường laning phase bên phía của SN là tốt hơn là rất nhiều so với cả phía bên Dead Dog mình. Và để xem rằng là cái khả năng tấn công từ bên phía của SN trong giai đoạn đầu có thực sự triệt để hay không. Nếu như họ không tận dụng những điểm mạnh của Pantheon, những khả năng áp lực giai đoạn sớm như thế này đến từ Set nữa, thì giai đoạn về sau họ sẽ rất khó để có thể chơi lại với đội hình của DNG. Và tất cả những gì DNG cần làm là họ cần phải giữ mạng thật tốt và họ cần phải farm thật nhiều, đặc biệt là hai vị trí của Broccoli cũng như là D2C với những con bài carry giai đoạn cuối mạnh mẽ như thế này. Và bắt đầu vòng rừng với con mùa đỏ đến từ cả SN lẫn DNG. Tốc độ ăn rừng là tương đối chậm nha, khi mà Pantheon trong tay của Apollo tiến đến bãi quái rừng thứ hai rồi và cô đã được một nửa, thì lúc đấy Zac trong tay D2C mới tiến vào. Khi mà xuất hiện ở bên phía đội đỏ thì khả năng được giúp đến từ cặp đôi đường dưới là không có, và qua đó thì cái tốc độ đi rừng của Zac là tương đối chậm. Và hiện tại thì bên phía của SN họ sẽ để cho vị trí của Kasu chơi ở khu vực đường giữa à? Với meta hiện tại thì chúng ta không hay thấy việc các đội tuyển để cho những chất tướng pháp sư nhiều sát thương giai đoạn cuối mà không có độ cơ động tốt ở khu vực đường giữa nữa.
thì họ sẽ thường xuyên để nó di chuyển ở khu vực đường dưới để bảo kê hơn. Nhưng SN thì họ lại có quyết định là để cho Kasu cầm Brand ở khu vực đường giữa. Thì đây cũng là một điều các thành viên của DNG họ cần chú ý. Và có thể là những tình huống gank liên tiếp khu vực đường giữa để khiến cho con bài này không có được độ thăng tiến sức mạnh quá tốt. Và đây là tình huống kiểu như vậy khi mà D2C cũng có ý đồ để tiếp cận vào Kasu. Nhưng những gì mà D2C nhận được là những khả năng cầu máu quá tốt và khiến cho anh ta phải mất đi khá là nhiều những lượng máu của mình. Còn trước đây thì một tình huống Apollo mới chỉ là qua đứng giữa hỏi thăm một chút thôi thì cũng đã lấy được cái tốc biến đến từ vị trí của Hiếu OK rồi, mất đi tốc biến đến từ cả người chơi đi rừng cũng như là người chơi đứng giữa nữa, đang khiến cho DNG gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thế trận của mình. Và đây sẽ là một game thi đấu mà Apollo tiếp tục đang thể hiện tốt khả năng kiểm soát với việc có sinh mệnh hai cua ép lui được cả Zac cũng như đó là Diana, và đang thực sự là thành công đến từ người chơi đi rừng bên phía của Esther trong suốt những 2 phút thi đấu đầu tiên của game đấu này. Và ở khu vực đứng trên thì cũng là một điểm lợi dành cho SN khi mà xét anh ta thăng cấp được cấp độ 5 sớm hơn một nhịp so với Motuai. Motuai thì vừa đánh vừa phải trông nom thế lính của mình khi mà anh ta là một chất tướng có vẻ như khó đánh hơn một chút so với chất tướng của Basel đang sở hữu. Apollo sử dụng chiêu cuối của mình lên khu vực đứng trên à? Nhưng nó là tình huống mà lên khu vực đứng trên hơi sớm nhở? Một tình huống mà Basel chưa áp sát vào được để có thể sử dụng bộ chiêu thức của mình gắp được Motuai về. Nhưng đã có một tình huống chơi sập đến từ Apollo rồi, và nó khiến cho pha phối hợp là chật nhịp đến từ hai thành viên. Nhưng đây là một tình huống anh ta ra khu vực đứng giữa, tốc biến lên làm choáng và chắc chắn sẽ có điểm hạ gục tôi khi mà Hiếu OK đã mất đi cho mình tốc biến ở trong khoảng thời gian ban đầu. Đúng là như vậy, và sau đó thì anh ta cũng mất đi lá chắn nhưng không đủ để có thể níu kéo lại cái mạng sống của mình. Ở khu vực đứng trên, Basel cùng với Motuai đang có những màn trao đổi chiêu thức với nhau, và Basel là người hoàn toàn có lợi hơn với việc anh ta có một bộ chiêu thức giúp tăng thêm cho mình những giáp ảo nữa, và lượng hồi phục của anh ta cũng là tương đối ổn với đội tại của mình. Đã phải kêu gọi thêm cả Chu Wan ở trên này. Có Chu Wan nhưng vẫn đang chờ để có thể biết chiều. Nhưng đây là một tình huống kéo trượt đến từ vị trí của Motuai, nhưng vẫn có được một tình huống huy dẫn đấu trường kéo về trong thềm trụ. Nhưng sát thương vẫn là chưa đủ để có thể lấy đi cái mảng con set này. Basel vẫn đang là vô cùng cứng cáp để có thể chống chịu cái tình huống máy chém no shot đến từ Motuai. Và thậm chí rằng họ đang là người chủ động hơn trong việc di chuyển. Rất chủ động đến từ đội hình của SN nha. Họ đang tiến vào hàng sứ giả để có thể kiểm soát. Thì trước đấy là 3 người đi chung để có thể phá đi toàn bộ tầm nhìn đến từ bên phía của Red Rocket mình. Và với việc có lợi thế khu vực đứng trên giai đoạn vừa rồi, khi mà kéo được hai thành viên bên phía của DNG, thì các thành viên của SN họ quyết định là tấn công con sứ giả khe nứt trước. Có trừng phạt mà đó là con sứ giả thuộc về bên phía của SN, và bây giờ trời sập cũng như là dùng dáng thế đáp xuống và quay ngược trở lại đánh ra từ TD79. Motuai đang cực kỳ yếu máu và có lẽ anh ta sẽ phải nằm lại sau một cú tốc biến đấm vừa rồi đến từ Galio trong tay của TD79. Còn ở khu vực đường dưới này là 3-1, Basel đang gặp cực kỳ nhiều nguy hiểm ở đây, anh ta quả này khó sống rồi, và mạng được dành cho vị trí của đó là Zac. Chặn đầu, Kasu là một tình huống chặn đầu đây, nhưng anh ta chỉ tìm được đó là vị trí của Hiếu OK thôi. Và đang là trả ngược sát thương rất đanh đà những cặp đôi của bên phía Red Rocket mình, ép lui được đi cái tốc biến của Kasu nữa, như vậy là thành công rồi. Trong khi đó thì khu vực đứng trên, mặc dù là tường hỗ trợ nhưng với việc được farm thì TD79 cũng đang là người có được cái lượng sát thương là tương đối ổn định. Có cho mình đó là Triệu Trường Sinh từ thời điểm khá sớm, anh ta bao được thêm đâu đó 3/4 lượng máu trụ rồi, và với những cái lớp giáp trụ đã kiếm được, anh ta cũng trở nên là vô cùng xanh xao với 4.000 tiền về nhà, hoàn toàn có thể lên cho mình một món trang bị lớn tiếp theo, có thể sẽ là giày nâng cấp, một giày thủy ngân nâng cấp chăng dành cho con Galio này. Và đó là tình huống mà DNG họ cũng đánh đúng với bối cảnh ở giai đoạn hiện tại, họ không thể nào giao tranh thẳng mặt được với SN. Và đây tiếp tục là tình huống tấn công xuống khu vực đường dưới, một tình huống sử dụng chiêu cuối để cố gắng tạo khoảng cách với đối phương đến từ set trong tay của Basel. Và ít nhất là anh ta cũng đã thành công trong việc bảo toàn được mạng sống của mình. Quay ngược trở lại khi kêu gọi Kasu đến đây, khả năng dọn dẹp lính là có thừa đến từ Kasu sau khi anh ta cũng đã hoàn thành món đồ lớn đầu tiên của mình, đó là chiếc mặt nạ đọa đầy Lian Rai. Khu vực đường giữa thì Apollo quyết định thả sứ giả, nhưng có lẽ sứ giả này chưa đủ để có thể giúp cho anh ta lấy được trụ một khu vực đường giữa của đối phương. Và quay ngược trở lại thì thậm chí anh ta là người gặp nguy hiểm khi mà Motuai có mặt ở đây. Đường dưới cũng có đánh nhau, và một lần nữa thì D2C có điểm hạ gục và set cũng bốc hơi rồi. Thắng trên mọi mặt trận đến từ bên phía của DNG. 3 điểm của khu vực liên tiếp, nhưng chúng ta thấy rằng lượng tiền chênh lệch không quá nhiều khi mà họ đã không có trụ.
và họ biết rằng họ cần phải có được cái trụ đầu tiên của một đường dưới này để có thể cân bằng về lượng tiền hoặc thậm chí là vượt lên. Trong khi đấy thì đợt lính rất to để lên khu vực đường trên nó cũng sẽ giúp cho Rooney có thêm cho mình một khoảng trống nữa để farm. Và anh ta chọn lên cho mình món trang bị lớn đầu tiên, đó là một cái rìu đen, một lối lên trang bị là tương đối lạ dành cho một con Corki và chúng ta cùng xem lại phần yếu này. Rooney kết hợp với cả Potuai để có thể có được điểm hạ gục, nhưng Apollo thấp máu vẫn có thể lùi về được. Đấy thì Kai anh ta kẹt lại khi mà anh ta không chọn cho mình một góc đứng là đẹp trong pha thi đấu vừa rồi. Và liên tục là những tình huống mà họ kéo đến 3 thành viên dưới khu vực đường dưới để có thể liên tục chăm sóc vào vị trí của Marcel. Nó khiến cho con set này đang trở nên vô cùng là yếu ớt khi mà mới chỉ có cho mình đó là một món trang bị lớn đầu tiên, một chiếc rìu đen mà thôi. Và nó cũng đã phải nằm lại đến 2 lần rồi. Vẫn chưa có ai có thể phá giải được cái lời nguyền set với tỷ lệ thắng thấp như thời điểm hiện tại cả. Và thậm chí là ba xe anh ta dùng nó thì cũng đang có một cái đê không mấy là đẹp lắm, 0-2-0, và anh ta cũng để thua người chơi cùng chiến tuyến với mình đâu đó khoảng 1.000 tiền. Và trong cái tình huống giao tranh khoan đã, khu vực đứng giữa này, một tình huống cố gắng để có thể lấy đi cái trụ và chắc chắn là thành công với từ bên phía của SN. Và họ cũng không để cho bất kỳ một người nào phải nằm xuống cả. Nhưng với việc sử dụng cả 5 thành viên để cố lấy cái trụ khu vực đường giữa thì khu vực đường trên đang là được mở ra hoàn toàn dành cho D2C. Một thế giao tranh thiếu người, DNG vẫn quyết định đánh. Và tất nhiên là họ thua người thì họ sẽ thiếu sát thương và họ mất đi thêm 2 thành viên nữa. Thậm chí rằng đó là một tình huống mà các thành viên bên phía cửa SN quay ngược trở lại để có thể lấy được đến 2 điểm hạ gục. Một pha thi đấu mà rõ ràng là chỉ nên câu kéo thời gian để cho con rách trong tay của D2C có thể đẩy được khu vực đứng trên thôi thì họ đã có lời rồi, nhưng họ quá tham lam và muốn có điểm hạ gục của đối phương trong pha thi đấu đó. Nó khiến cho họ trở thành là người lỗ khu vực đứng trên này, thì lượng sát thương của D2C thời điểm này cũng bắt đầu là nhiều rồi. Anh ta vừa có một tình huống mới chỉ là bổ nhẹ 2 đập thôi, nhưng cây máu của Marcel đã mất đi đến đâu đến 1/3 cây. Bắt đầu là có lượng sát thương đến từ con bài rách trong tay của D2C. Nhưng anh ta cần những người đồng đội của mình thi đấu chậm lại để có thể là gồng gánh khi mà những người đồng đội anh ta đang trở nên là anh vô cùng nóng vội. Anh ta đã bị trói và ngay lập tức phải dùng thảm lửa để có thể cover cho người đồng đội của mình. Đến từ vị trí của Broccoli, Potuai anh ta đang đứng lên tuyến đầu, một tình huống trói lại 3 người nhưng chưa có sát thương được nhồi vào từ bên phía của SN. Và quay ngược trở lại đến từ bên phía của DNG, lao vào từ vị trí của Potuai bốc lên. Marcel đang tanh rất nhiều lượng sát thương ở đây, trong khi đó D2C đã bốc hơi và con rồng thuộc về bên phía của Sam kinh ngài. Người tiếp theo đằng xuống là một vết nhiễu, ok, xoáy lại được 4 người. Và từ phía sau thì Broccoli đang tung ra những cú bắn của mình, nhưng Apollo cũng cản lại một lượng sát thương là tương đối nhiều. Một tình huống giải gói hàng thảm lửa cũng khá là đẹp, nhưng anh ta vẫn phải nằm lại dưới một ngọn giáo sao băng và Apollo thì vẫn đứng đó. Chu Hoan cũng trở thành điểm hạ gục double kill sau cú phóng ngọn giáo sao băng thứ hai đến từ anh chàng đường rừng bên phía của SN. Và thậm chí rằng đó một tình huống quét sạch khi toàn bộ đội hình của bên phía Network Gaming đều đã phải ngã xuống rồi. Cũng là cùng xem lại pha thi đấu này, liên tục là những tình huống cấu điểm máu trước có lợi thế hơn dành cho Network Gaming. Đó là một tình huống set của Marcel tiếp cận được, và với một cái bão lửa của mình đến từ hàng sau thì Kasu cũng gây ra được rất nhiều sát thương. Nếu ok, một tình huống xé đẹp nhưng lượng sát thương dồi vào là không có khi mà khoảng cách là một bức tường từ Corki đến những thành viên của đối phương đã khiến cho Broccoli phải dấn lên một nhịp nữa và anh ta ngay lập tức phải bốc hơi. Và với ngọn sáo sao băng cuối cùng của mình thì Apollo dứt điểm luôn vị trí của Chuan, đem về một tình huống quét sạch dành cho đội hình của SN, và họ đang là người vươn lên dẫn trước với 3.000 tiền chênh lệch và đang có rất nhiều cơ hội để có thể kiểm soát nốt con sứ giả thứ hai của game đấu này khi mà các thành viên của bên phía Network Gaming biết rằng họ đang là người thua thiệt và yếu thế hơn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mới là có tam hợp đến từ D2C. Ở trong tình huống giao tranh vừa qua thì D2C vẫn chưa kịp về nhà để có thể là mua đồ nữa, thế cho nên là cái lượng sát thương của anh ta gây ra không có bao nhiêu cả. Trụ hai được lấy thành công nhưng quan trọng họ sẽ đổi nó bằng bao nhiêu điểm hạ gục ở đây. Zana trong tay của Chu Hoan đang bị bắt lại và anh ta sử dụng thú gió mùa hất văng TD79 lên. Nhưng đây là một cái góc đi cũng khá là dễ dàng dành cho Chu Hoan khi anh ta làm con Zana. Và tốc độ di chuyển của anh ta thì vượt trội hơn hoàn toàn so với những gì mà các thành viên của SN họ có. Vẫn là thành công trong tình huống lấy trụ vừa rồi, chưa mất đi một ai từ DNG cả. Họ lấy được cái trụ nhưng suýt soát thôi, bộ tòa đã phải suýt phải lên bảng rồi. Nhưng vẫn đang là một thế trận kiểm soát được khi bắt đầu xâm lăng một sừng búa đỏ bên phía Network Gaming. Có thể kiểm soát tầm nhìn nhưng đây là tình huống cao, có bây giờ đi lạc, anh ta không có tốc biến. Sát thương bắt đầu dồn vào, đó là hiểu ok chiêu cuối luôn. Nhưng vẫn còn một ra cây máu, siêu hùng giang thế bị ngắt đi. Và đây là tình huống của TD79 mới là người gặp nguy hiểm. Anh ta nằm lại trước sức sát thương dồn vào đến từ cả 4 thành viên của Network Gaming. Một trận thi đấu giằng co, những điểm mạ gục, rất nhiều điểm mạ gục, 9 dành cho bên phía của SN.
và 8 dành cho DNG. Về trụ cũng là cân bằng và về bùa lợi rồng cũng là cân luôn. Trận thi đấu có thể nói là đang diễn ra hết sức căng thẳng. Nhưng xét về giai đoạn cuối trận thì nếu như D2C anh ta farm ổn, anh ta có khả năng để có thể lấy được những cái trụ của đối phương thì vẫn là một cái gì đó có thể hy vọng vào đội hình này đến từ bên phía của DNG. Còn bên phía của SN thì khi những chất tướng của họ mạnh ở giai đoạn đầu như là con bài Galio trong Pantheon trong tay của Apollo thì giai đoạn về sau đây cũng không phải là chất tướng gây được quá nhiều áp lực nữa. Chất tướng đánh mạnh ở giai đoạn đầu trận mà thôi, nhưng Apollo vẫn đang thể hiện là tròn vai với con tướng của mình. Anh ta có được những mục tiêu lớn, anh ta có được một cái dây đẹp 4-1-4 và đang hơi khó để cho các thành viên đến từ bên phía của Đeno Kim Bình có thể vượt qua được con bài này. Một cái lá chắn là vô cùng cứng cáp cũng như là giàu sát thương. Và Broly, anh ta đang hướng đến món đồ chí mạng tiếp theo của mình, có lẽ sẽ là một vô cực kiếm đúng không? Để gia tăng thêm những khả năng bắn chí mạng. Và một cái dìu đen thì Broly anh ta cũng sẽ có một chút gì đó cứng cáp để băng vào những tình huống trải gói hàng và một lần thảm lửa để thoát ra và vẫn còn có thể trụ lại được trong những tình huống giao tranh. Thì bên phía của DNG họ đang muốn trận thi đấu này diễn ra một cách từ tốn hơn để cho Tùng Broly anh ta có thể farm được nốt cái vô cực kiếm nữa, thì cái đó những sức mạnh của DNG sẽ trở nên hoàn hảo hơn để có thể bật ngược trở ra so với những gì mà SN họ thể hiện suốt từ đầu trận đấu đến bây giờ. Nhưng bây giờ Chu Văn anh ta bị dính một tình huống choáng đến từ vị trí của Kasu ngay khi một con rồng lửa xuất hiện, và có lẽ là Photo Eye cũng đã bị bắt lại thôi. Ui, Photo Eye thoát đi được trong một tình huống và phải giữ cho mình, đó là Dai Lưng Hextech, nhưng mất người và đường chơi đường Baron cũng đã thấp máu rồi, nó khiến cho khả năng cạnh tranh rồng lửa trong pha thi đấu vừa rồi là không còn dành cho bên phía của Dragon Kiếm mình. Tình huống di chuyển là tương đối tai hại của Chu Hoàn. Đây là một tình huống nữa, trời sập đã có cái giữ lại của Fortuai, nhưng Fortuai vẫn lùi về được. Anh ta có được tình huống đứng trên thềm trụ của mình và không phải mất đi tốc biến nên vẫn có thể thoát đi được. Nào, đã lừng hết tách xong thú quyền là trượt. Và vẫn là có được tầm nhìn đến từ bên phía của DNG. Qua đó thì các thành viên của SD cũng chưa thể nào tiếp cận được vào hang Baron. Rồi họ chỉ lấy thành công được mạo của chơi hỗ trợ đối phương thôi, vẫn là hơi nguy hiểm để có thể quyết định ăn Baron ở trong thời điểm vừa rồi. Và bây giờ thì bên phía của DNG họ đang phải cố gắng tận dụng mọi khoảng trống và mọi khoảng thời gian của mình để đẩy cao những đợt lính. Họ đã có được trụ 2 ở khu vực đường dưới của đối phương, thì đây có lẽ cũng sẽ là một cái con đường mà giúp cho DNG họ có thể kiểm soát và cân bằng lại được thế lính so với cả SN để tiến tới những tình huống kiểm soát khu vực hang Baron được tốt hơn. Họ vẫn đang phải chờ đợi lựa trang bị trên người của Corki. Bây giờ thì Broly mới có cho mình đó là một cái tam, đó là cái vô cực kiếm. Đã có 3 món trang bị lớn rồi, ngưỡng sức mạnh bắt đầu có đến từ Corki. Câu hỏi là Broly liệu có thể bắn được trong giao tranh hay không mà thôi. Đối phương thì cũng đang có được những chiêu thức để có thể khiến cho anh ta không thể nào mà gây được cái lượng sát thương. Chúng ta thấy được những tình huống mà làm choáng đến từ Pantheon trong tay của Apollo, hoặc thậm chí làm đôi cánh Duran để có thể khiêu khích khiến cho cái mục tiêu được chọn sẽ chỉ có một vị trí của TD79 mà thôi. Và Broly câu hỏi là anh ta liệu có thể thoát được những cái chiêu thức đó hay không để có thể được bắn, để có thể gây ra được lượng sát thương. Khả năng giao tranh tổng từ bên phía của SN vẫn là vượt trội hơn, khi mà lineup của họ có rất nhiều chất tướng có thể mở combat được. Trong khi đó thì DNG dường như khống chế của họ nó chỉ đến từ vị trí của Hiếu OK thôi. Còn Chu Won thì với cái đội hình này anh ta không thể nào tốc biến vào xong rồi chiêu cuối đẩy ngược đối phương về được cả. Thì khi đó Chu Won sẽ chỉ tự mình đặt vào một cái thế nguy hiểm và có thể mất đi cái điểm mạo gục của mình rất là nhanh chóng. Nên các thành viên của DNG thì họ đang cố gắng có thể chia nhau ra đẩy lính và đẩy lính mà thôi. D2C chắc chắn anh ta sẽ phải làm điều này. Vẫn không có được những cái sự chắc chắn trong những pha thi đấu giao tranh tổng 5 năm. Thế nên Dragon Gaming vẫn đang chỉ có thể là pha mà thôi. Họ phải có thêm lực lượng trang bị, họ đang có thể sẽ là chờ đợi nốt cái giáp hồi sinh có trên người của D2C rồi họ mới quyết định sẽ là giao tranh. Có được cho mình một mảnh lớn đầu tiên của kiếm BF. Anh ta vẫn đang thiếu tiền. Trong khi đấy thì bóng vuốt Starak nhiều khả năng sẽ là lựa chọn tiếp theo đến từ vị trí của Broly. Bóng vuốt Starak hoặc là một cái áo choàng bóng tối cũng sẽ một món đồ trong hai món trang bị mà Broly có thể hướng đến. Và tôi nghĩ rằng với thời điểm hiện tại thì một áo choàng bóng tối cũng sẽ là hợp lý để giúp cho anh ta có thể gia tăng thêm sát thương và hạn chế bớt đi khả năng gây khống chế của đối phương nữa.
Và đợt lính khu vực đường dưới đang đẩy khá cao. Đây là tiền đề để giúp cho bên phía của DNG họ chia người ra và kiểm soát khu vực tầm nhìn ở hang Baron. Trong khi đó tân lính khu vực đường trên cũng được D2C giải quyết và đẩy lên ở một vị trí tương đối đẹp rồi. TD79 là người được cử xuống khu vực đường cánh của SN để có thể đẩy đợt lính, bởi vì ta có được một cái siêu hùng dáng thế, khả năng rút gọn tầm di chuyển so với những tình huống giao tranh là có. Và họ đang có được sự cơ động hơn đến thậm chí là cái trời sập nữa. Hai tình huống chưa cuối bán cầu đến từ đội hình của SN giúp cho họ có những tình huống giao tranh luôn luôn sẽ là hơn người và dễ dàng hơn so với cả Network Gaming. Network Gaming chỉ có thể né giao tranh mà thôi. Né thôi, một trận thi đấu sẽ hơi du ngủ ở trong thời điểm hiện tại, khi mà chỉ cần những bước đi sai lầm thôi thì chắc chắn là cái giá phải trả sẽ rất đắt. Bởi vì khoảng một giây nữa thôi, và bây giờ là thời điểm mà chính thức con rồng ngàn tuổi xuất hiện. Chỉ cần mất đi một hoặc hai điểm mạng gục thôi thì đội tuyển nào cũng sẽ tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Mất đi Baron ở thời điểm hiện tại hoặc mất đi rồng ngàn tuổi sẽ là những mất mát rất khó để có thể bù đắp lại được. Và các thành viên của SN thì họ đã tập hợp với nhau ở khu vực Baron để có thể cắm ra những con mắt của mình. Tuy nhiên, những lượng tầm nhìn vẫn đang được bảo đảm đến từ bên phía của Death Note Gaming. Thời điểm phút thứ 17, chênh lệch về tiền là gần như không có. Đâu đấy khoảng độ con số 400 thôi, không phải là vấn đề nữa. Và cả hai đội vẫn đang thi đấu vô cùng cầm chừng, bởi vì tính chất quan trọng của trận thi đấu này. Một trận thi đấu mà có thể đem họ đến với WCS. Và không ai muốn phạm sai lầm cả, nhưng đây là con rồng ngàn tuổi đã được ăn rất nhanh đến từ đội hình bên phía của SN. Và họ đang bị đối phương biết được điều này, bắt đầu lao vào, đó là D2C. Đó là siêu hùng giáng thế xuống, chỉ hất tung được một người và sát thương rồi. Và Motoi đang thấp máu, cố gắng lùi ngược trở ra. Và xe ở đây vẫn đang quẩy là vô cùng nhiệt tình, nhưng anh ta cũng đang thấp máu rồi. Broly có một góc bắn là đẹp. Và phía bên trong kia, đó là vị trí của Hiếu Kê. Hiếu Kê lên bảng đếm số. TD79 cũng là nạn nhân của bên phía SN, phải nằm xuống rồi. Nhưng có vẻ như rằng SN vẫn đang là người lời hơn trong pha thi đấu này. Kasu tìm được vị trí của Rockley và xạ thủ của DNG đang phải lên bảng đếm số rồi. Họ không còn tài nguyên để giao tranh ở đây, họ đang phải lùi về 2-1 ở trong pha thi đấu vừa rồi. Và SN vẫn đang muốn là di chuyển lên để có thể bắt người tiếp, nhưng ngay lập tức là một tình huống di chuyển hờ hênh và Apollo mất đi cho mình nó cái giáp hồi sinh. Một pha thi đấu mà anh ta hơi chủ quan trước, khả năng dồn sát thương ngược trở lại đến từ vị trí ở D2C. Một tình huống thi đấu mà cảm giác như con Corki này bắn vẫn chưa thực sự vào máu của Marcel. Marcel gánh hầu hết toàn bộ sát thương của Corki gây ra. Và bây giờ là tình huống teleport hơi mù mắt một chút. Và Portugal hiến dâng cái điểm bạo gục của mình và hiến dâng thêm cả con rồng ngàn tuổi này vào trong túi của thành viên Star King Đài. Marcel đang chống chịu lượng sát thương cũng như càn quấy ở phía sau. D2C quyết định băng vào, hai cú dịch chuyển được xuất hiện. Nhưng những người lợi thế hơn chắc chắn là các thành viên của Star King Knight. Họ có 5 thành viên, đối phương thì chỉ có 4 mà thôi. Nhưng lượng máu bị rút đi từ cam cũng là khá nhiều. Và nó không khiến cho thành viên của SN có thể tiếp tục ở lại khu vực hang rồng nước nữa. Hiếu Kê cũng đã phải bán giày lên dịch chuyển để có thể di chuyển ra cùng những người đội mình trong pha thi đấu vừa rồi. Khi mà anh ta biết rằng là nếu như để cho đối phương có được con rồng ngàn tuổi sẽ là vô cùng khó đánh dành cho đội hình của bên phía Death Note mình. Và khi mà SN cảm thấy rằng họ câu kéo được 3 cái dịch chuyển là đủ rồi thì họ lui ngược trở ra khỏi hang rồng và họ để cho đối phương có được quyền kiểm soát ở đấy. Nhưng có vẻ như rằng mọi thứ sẽ chỉ dừng lại việc lùi một nhịp để có thể hồi máu, hồi phục lại lượng trang bị, mua thêm trang bị thì đúng hơn. Và họ tiếp tục tiến vào trong hang. Con rồng ngàn tuổi được ăn rất nhanh. Và D2C đang ở đâu, ta đang bị cản chân và chưa có sự có mặt của D2C. Rồng ngàn tuổi dành cho SN và sắc cám sau dội ngược trở lại. Sát thương là rất nhiều, Hiếu Kê thấp máu, sát thủ quyền dư chân là được bao thua ai. Và anh ta vẫn đang cố gắng đẩy quẩy, nhưng phía gian sau đang chỉ có thể chạy mà thôi. Và TD79 đang càn quét đội hình phía sau. Còn Motua cũng sẽ chỉ có thể ủng hộ ấm đó là bắt lưng hết tất để có thể lùi ngược trở ra mà thôi. Và đội hình đang cảm thấy là vô cùng mạnh mẽ. Nên từ SN họ sẽ có cho mình con Baron này một cách miễn phí khi mà người chơi đi rừng của bên Việt đi của DNG đang nằm xuống trên bản điểm số tận 30 giây. Họ sẽ có hai mục tiêu mạnh nhất, hai mục lệnh mạnh nhất trên bản đồ ở thời điểm hiện tại. Quá khó để chờ Death Note Gaming rồi. Cả cửa thắng của Star King này có thể nói lên đến con số 99,9%. Chỉ có 0,01% mà họ có thể thất bại được trong ván thi đấu này mà thôi. Khi mà họ có dòng nước ngàn tuổi kết hợp dòng đất cộng với cả dòng lửa nữa. Còn DNG thì họ chỉ có duy nhất cho mình đó là con dòng gió mà thôi. Và với những cái lượng sát thương tổng gây ra và khả năng giao tranh tổng tốt như thế này thì bước vào những tình huống giao tranh bên phía của SN họ luôn luôn là đội nắm thế chủ động.
dù họ có ra tranh chiếu người với đối phương thì khả năng tập hợp lại với những siêu hùng giáng thế hay là với cái trời sập đến từ vị trí của Apollo và thêm cả một hắc ám soi dọi follow up theo nữa, nó vẫn là một cái điều gì đó khiến cho SN luôn luôn có lợi ở trong những tình huống giao tranh. Còn DG thì trong suốt những tình huống combat vừa rồi họ chỉ là đội tuyển thua cuộc mà thôi, và họ cũng khó để có thể đẩy cao được những thế lính khi mà họ đang mất đi quá nhiều những điểm bạo gục. Và cũng phải nói rằng là con Senna sau tay của Cam cũng đã bắt đầu tiến đến được với cái dạng late game rồi. Anh ta đã có cho mình đó là ba món trang bị lớn, 3.5 đi, và anh ta cũng bắt đầu có được cho mình số lượng linh hồn đủ để có thể kéo được cái tầm đánh là rất xa, cũng như cái lượng sát thương là nhiều. Và họ đã có được tốt những cái trụ cuối cùng rìa ngoài của bên phía DNG. 6 trụ đã có, và họ đang bắt đầu tấn công lên trụ bậc thềm của đối phương rồi. Khó để có thể kiểm soát được sức mạnh khi mà đang có cả những bùa lệ Baron như thế này nữa. D2C đang tay đổi về vị trí của xe phía trên. Và khi đấy thì Portuai thấp máu, anh ta đang phải lên bảng điểm số rồi. Một tình huống như là dính ràng buộc, và anh ta lên bảng điểm số quá nhanh. Bốc hơi như thế này thì lấy ai để có thể phòng thủ được trụ rồi. Và tiếp tục một lần nữa thì Apollo lao vào hơi sâu, anh ta vẫn đang có được sự cứng cáp, có thêm các soi dọi để có thể cover cho mình. Và thậm chí đó là siêu hùng giáng thế, họ đang giết người ở trong trụ bậc thềm, ở trong nhà chính của đối phương. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Esther ở trong kèo đối đầu BO3 này. Một chiến thắng, một cuộc lộn ngược dòng vô cùng cảm xúc của Star King này. Tiếp tục là một cuộc lộn ngược dòng rất cảm xúc lần thứ 2 ở trong ngày thi đấu hôm nay. Hai trận thi đấu BO3 đầu tiên chúng ta đã được chứng kiến những màn lộn ngược dòng hết sức là thuyết phục đến từ các đại diện được đánh giá là yếu hơn, đúng không? Ở trận thi đấu vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy được cái khả năng lựa chọn đội hình đánh giao tranh tổng, một cái lineup mà khá là rõ ràng ý đồ của các thành viên bên phía Star King này, thì họ đã triển khai nó rất tốt để có thể khiến cho các thành viên của Dead Note Gaming họ gặp rất là nhiều khó khăn trong việc scale led của mình. Và thông số ván thi đấu vừa qua 20 điểm bạo gục dành cho SN và chỉ có 9 dành cho Dead Note Gaming mà thôi. Còn MVP trong ván thi đấu này tôi nghĩ rằng cũng sẽ thuộc về vị trí của Apollo, người chơi đi rừng rất tỏa sáng trong đấy của SN trong ngày thi đấu hôm nay. Người chơi đi rừng với hai ván thi đấu quan trọng, anh ta đều có được những mục tiêu lớn, đều có những tình huống ganh tạo ra được áp lực để khiến cho giai đoạn ban đầu trở nên dễ thở hơn dành cho bên phía đội hình Star King này. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ mới là người có chiến thắng chung cuộc ở trong kèo đối đầu BO3. Họ rất tiến vào chung kết để đối đầu với cả AS, một đại diện đã có được chiến thắng 2-0 trước đối thủ của mình. Và có lẽ rằng MVP dành cho Apollo là vô cùng xứng đáng. Sát thương cũng là rất nhiều đến từ con bài đi rừng này, 23.000, chỉ thua kém vị trí của Kasu với cái bão lửa mà thôi. Nhưng bù ngược trở lại thì cái lượng sát thương gánh chịu của Apollo cũng là rất vượt trội, 28.000 sát thương, có lẽ cũng sẽ chỉ thua với set đó khoảng 1.000 sát thương gánh chịu thôi. Và biểu đồ về mặt lượng vàng thì nó thực sự là rất giằng co, tính đến cả phút thứ 17-18 của ván thi đấu. Và chỉ kể từ sau những tình huống combat ở hai mục tiêu lớn và sau, đặc biệt là sau con rồng ngàn tuổi, thì các thành viên bên phía của SN họ đã gần như là nắm chắc phần thắng trong tay và họ lấy luôn cả con Baron và sau đó kết thúc ván thi đấu một cách cực kỳ là nhẹ nhàng. Và thật đáng tiếc dành cho bên phía của Dead Note Gaming khi lineup của họ cũng là một lineup hứa hẹn rất nhiều những sự bùng nổ. Thế nhưng mà trong ngày thi đấu hôm nay và đặc biệt là trong trận thua 0-3 với RE ở ngày thi đấu hôm trước thì tâm lý thi đấu của họ ảnh hưởng khá là nhiều. Và trong trận thi đấu thứ hai nữa, anh chàng đường rừng bên phía Dead Note Gaming là Lee Chu Si, anh ta cũng thua trừng phạt với đối phương 4 lần thì cái tâm lý của anh ta ảnh hưởng không hề nhỏ một chút nào trong ván thi đấu mang tính chất quyết định như này. Ván thi đấu vừa qua lại với Kasu với cái lượng sát thương gây ra là cực kỳ khủng khiếp, 1.472 sát thương trên phút và